Kính thưa quý đồng nghiệp, hôm nay trong chương trình hội nghị khoa học của NTCC 2020, chủ đề của phiên chiều hôm nay, phiên 4 là tăng huyết áp cập nhật 2020. Thì trong năm 2020 đã có nhiều cái tiến bộ trong điều trị, và đặc biệt cái khuyến cáo của ISH 2020 được công bố. Bên cạnh đó, hội nghị OSC và hội nghị ESC cũng có nhiều tiến bộ trong khoa học về điều trị chẩn đoán tăng huyết áp. Đến trong phiên hôm nay thì chủ tọa đoàn là gồm có tôi là phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Huy, có phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí, và báo cáo viên là có giáo sư tiến sĩ Trương Quang Bình, tiến sĩ bác sĩ Hồ Văn Sĩ và phó giáo sư tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí báo cáo 2 bài, và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Vân. Xin mời thầy Trí giới thiệu. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi kính mời phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Huy sẽ báo cáo bài tiếp cận điều trị tăng huyết áp tối ưu theo khuyến cáo ESH 2020 so với PSH có khác biệt không? Xin mời. Hôm nay tôi xin trình bày về tiếp cận điều trị tăng huyết áp tối ưu theo khuyến cáo ISH 2020 so với VSH và EC 2018 có sự khác biệt gì không? Như chúng ta đã biết, để điều trị tiếp cận tối ưu thì chúng ta phải có một cái chẩn đoán chính xác. Thì trong đó từ 2018, Việt Nam và ESH đã có công bố một cái khuyến cáo cập nhật. Thì đến nay ISH đã cập nhật lại một cái khuyến cáo mới. Thì về tất cả các khuyến cáo đều khẳng định một cái sự định nghĩa là tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu bằng 140 mm thủy ngân và hoặc huyết áp tâm trương bằng trên 90 mm thủy ngân. Bên cạnh đó, ngày nay cần chú ý về cái huyết áp tại nhà và đo huyết áp Holter 24 giờ để chẩn đoán xác định nếu có điều kiện. Bên cạnh đó, ISH gộp lại cái giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thành giai đoạn 2 như của Hoa Kỳ so với ESC 2018, và cũng xác định huyết áp bình thường cao khi huyết áp tâm thu bằng 130-139 và huyết hoặc huyết áp tâm trương 80-85-89. Về ISH 2220 thì cũng xác định về phân tầng nguy cơ tăng huyết áp là một vấn đề quan trọng, mà trong đó gộp lại hai giai đoạn 2 và 3 thành giai đoạn 2, và đơn giản hóa hơn là chia làm 3 mức: nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao, và đặc biệt để khẳng định tăng huyết áp nguy cơ cao để có thái độ xử trí tốt hơn. Về ngưỡng điều trị, đầu tiên chúng ta cần phải xác định cái ngưỡng mức huyết áp cần điều trị. Thì ESH và Việt Nam thì từ bình thường cao xem xét điều trị ở nguy cơ cơ rất cao, đặc biệt có bệnh mạch vành phải điều trị ngay, và tăng huyết áp độ 1 thì nguy cơ rất cao cao phải điều trị ngay, còn thấp một trung bình thì sau 3 đến 6 tháng thay đổi lối sống không kiểm soát thì mới bắt đầu điều trị, và từ tăng huyết áp độ 2 thì điều trị ngay và cách đích phải xác định sau 3 tháng. Đối với ngưỡng huyết áp ban đầu cần điều trị đối với ISH 2020 thì khuyến cáo của ISH có một vấn đề, đó là điều trị cơ bản, thiết yếu và điều trị tối ưu. Thì khi thiết lập chẩn đoán thì thay đổi lối sống và tăng huyết áp độ 2 thì điều trị ngay, còn độ 1 thì nguy cơ cao có bệnh mạch vành, bệnh thần mạc, đái tháo đường, tổn thương nhiều cơ quan cơ nít thì điều trị ngay, và còn nguy cơ trung bình thì thay đổi lối sống sau 3-6 tháng thì mới bắt đầu điều trị nếu không cải thiện. Còn điều trị cơ bản mà không có sẵn điều kiện thì sau 3-6 tháng mà không kiểm soát được thì cái đối tượng phải cần điều trị là 50-80 tuổi.
về cái đích điều trị thì ISH là cho một cái đích chung cơ bản là giảm 20 đến 10 mm thủy ngân đối với chung, và cố gắng đưa đến là cái đích chung là 140-90 như các khuyến cáo, riêng ACC 130-80. Nhưng có điều kiện, có điều kiện tối ưu đó là dưới 65 tuổi thì đưa cái đích là khoảng 120-130 đối với huyết áp tâm thu và 80-70 đối với huyết áp tâm trường. Còn trên 65 tuổi thì cái đích là ranh giới 140-130 và huyết áp tâm trường là 80-70, cả hai khuyến cáo đều giống nhau và không nên dưới 120-70. Điều này sẽ gì là do cái phân tích gộp cho thấy rằng dưới 130-80 thì có hiệu quả trong điều trị giảm biến cố và giảm 14%. Và theo nghiên cứu của ông Tổ Kết và Trang Sen thì huyết áp tâm trường mà đưa xuống dưới 70 thì gia tăng nguy cơ, cũng như huyết áp tâm thu mà đưa xuống dưới 120 thì có gia tăng nguy cơ. Về điều trị thì ISH của châu Âu thì khởi trị ban đầu là nên kết hợp thuốc ngay đối với tăng huyết áp không biến chứng, có nhiều tổn thương cơ quan đích, bệnh mạch não, đái tháo đường, bệnh động mạch vành, với một cái mới đó là cố định liều kết hợp hai thứ thuốc ức chế men chuyển hoặc chèn thủ thể angiotensin cộng với chèn beta hoặc là lợi tiểu. Nếu không đạt yêu cầu thì vẫn là kết hợp cố định liều một viên với ba thứ thuốc ức chế men chuyển hoặc chèn thủ thể cộng với chèn kinkinsi cộng với lợi tiểu. Và nếu không đạt thì thêm viên thuốc thứ hai cho men tăng huyết áp kháng trị với kháng đosterone hoặc lợi tiểu một khác, hoặc là trên pha hoặc là chèn beta. Đối với Việt Nam thì khi chẩn đoán là thay đổi lối sống và chia làm 3 nhóm: tăng huyết áp độ 1 nguy cơ thấp hoặc người già thì dùng đơn trị liệu, còn tăng huyết áp độ 1 nguy cơ trung bình cao, rất cao, hoặc tăng huyết áp độ 2, độ 3 thì nên kết hợp hai thứ thuốc cố định liều như ESC. Và thêm một nhóm là chỉ định compelling như bệnh mạch vành thì dùng chèn beta ức chế men chuyển hoặc chèn thủ thể, suy tim thì có thể dùng 4 thứ thuốc, đột quỵ thì ức chế men chuyển cộng lợi tiểu là ưu tiên. Còn chiến lược điều trị của tăng huyết áp của ISH 2020 thì người ta chia ra là hai nhóm, đó là điều trị cơ bản thiết yếu cho một cái quần thể những cái quốc gia đang phát triển, và một cái hướng là điều trị tối ưu. Thì trong cái điều trị cơ bản thiết yếu là khi đã có huyết áp, chẩn đoán tăng huyết áp thì cố gắng bất có thuốc gì thì dùng thuốc đó để đạt được cái đích ban đầu là 20, 10 và 140. Và nếu không có viên cố định liều thì dùng viên rời. Nếu không có thiazide lai thì dùng thiazide. Nếu không có chèn canxi non-dihydrobidin thì dùng chèn canxi dihydrobidin. Còn đối với điều trị lý tưởng tối ưu thì đó là viên kết hợp cố định liều, mà trong đó nó ban đầu bước 1 là dùng ức chế men chuyển hoặc chèn thủ thể cộng với chèn canxi với khởi trì liều thấp từ ban đầu viên kết hợp cố định liều. Và nếu không đạt thì hai thứ thuốc này tăng liều đầy đủ, và nếu không đạt nữa thì phối hợp ba thứ thuốc trong một viên mà thêm lời tiểu thiazide lai. Và nếu không đạt thì có thể xem là tăng huyết áp kháng trị và có thể cho thêm kháng aldosterone. Nhưng cần chú ý là mức lọc của cờ thần khi dưới 45 hoặc kali trên 45 thì nên xem xét thay đổi thứ thuốc khác như lời tiểu khác hay là ức chế alpha hoặc chèn beta. Và điều trị cơ bản thì có thể xem xét chèn beta bất kỳ trong giai đoạn nào có chỉ định compelling. Về chọn thuốc lý tưởng thì ISH cũng đưa ra nên chọn một thuốc lý tưởng có chứng cứ trong dự phòng bệnh xuất và tử xuất trong tương lai. Về liều dùng một lần kiểm soát 24 giờ để hiệu quả và giá phù hợp và dung nạp tốt và có chứng cứ lợi ích trong cộng đồng để sử dụng. Về dùng thuốc cố định liều thì ngay từ năm 2019 Masia đã cho thấy rằng viên cố định liều phối hợp
đã cải thiện tỷ lệ kiểm soát nhiều hơn là viêm rời hoặc là đơn trị liệu đến 1,53 lần. Và không những là tăng sự tuân tỷ mà theo MESA 2019 đã phân tích trên 100.000 bệnh nhân so với 24.000 bệnh nhân dùng phối hợp thuốc và cái outcome 3 năm thì ghi nhận rằng phối hợp cố định liều là giảm cái tỷ lệ 16% các biến cố tim mạch, giảm suy tim 35%, giảm bình mạch não 15%, giảm bình mạch vành 20%, đặc biệt giảm tử vong chung để 20%. Và một cái so sánh của VENEMA 2018 so sánh giữa cố định liều 6.675 bệnh nhân với dùng viên rời 6.675 bệnh nhân thì cái outcome tỷ lệ hàng năm giảm cái tiêu chí chung là 11% và đặc biệt là giảm 15% tử vong chung và cải thiện cái tình trạng tuân thủ 20% và không có tác dụng phụ. Và đặc biệt Salem 2019 qua 33 thử nghiệm trên 13.000 bệnh nhân thì cho thấy rằng so sánh khởi trị ban đầu kết hợp liều thấp so với đơn trị liều thì nó đã cải thiện tỷ lệ kiểm soát đến 11% và tăng dần khi lên liều đầy đủ 15-42%. Và so sánh tác dụng phụ thì không có sự khác biệt. Điều này khẳng định cái giá trị của khởi trị ban đầu tối ưu liều thấp của ISH là hợp lý. Về trong có một vấn đề trong điều trị tối ưu thì ISH cũng đặt ra một vấn đề như các thử nghiệm ICT nên chọn lựa giữa ức chế miễn dịch và chèn thụ thể ARB như thế nào. Thì theo ISH thì tùy theo đặc điểm của bệnh nhân, tính có sẵn giá và sự dung nạp mà ta có thể chọn lựa. Thì đối với bệnh nhân nguy cơ cao thì nên chọn phối hợp cố định liều nào là ưu tiên. Thì như chúng ta đã biết, trong năm 2008, một thử nghiệm on-target được công bố cho thấy rằng temesartan có hiệu quả tương đương với ramipril trong phòng ngừa các biến cố tim mạch ở bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao. Và qua cái thử nghiệm HOPE là mở ra một cái kỷ nguyên mới trong điều trị thuốc ức chế miễn dịch là giảm nhiều tỷ lệ tử vong ở các biến cố. Và nghiên cứu ông target cho thấy temesartan thì có giá trị tương đương nhưng mà nó có một ưu việt hơn nữa, đó là gia tăng cái tỷ lệ sự tuân thủ cao hơn. Và điều này nó có đặc điểm là nhờ dược tính đồng học của temesartan so với các loại khác không có, đó là huyết tương dài nhất và ái lực thù cao nhất và thâm nhập mô cao nhất và đặc biệt hoạt động vi ba trên chọn lựa cao nhất trong tác động viêm. Chính vì vậy, temesartan là một thuốc chèn thụ thể angiotensin II duy nhất được chỉ định trong điều trị dự phòng các biến cố tim mạch ở bệnh nhân nguy cơ cao, trong điều trị tăng huyết áp, phòng ngừa biến cố tim mạch, bệnh lý sơ vừa như bệnh mạch vành, bệnh mạch ngoài vi, đột quỵ, đái tháo đường có tổn thương cơ quan đinh. Bên cạnh đó, amlodipine đã được chứng minh là bảo vệ tim mạch trong một số thử nghiệm Revenge, Camilot, Ascot và Onhead. Và chính vì vậy, sự phối hợp giữa amlo và temesartan đã làm giảm áp lực cầu thận quá mức do dạng canh chi nhờ phối hợp với ARP và từ đó nó làm giảm cái tác dụng phụ và có hiệu quả hạ áp hiệp đồng. Và trong năm 2019, FDA đã công bố một cái nghiên cứu trên 1.461 bệnh nhân với huyết áp trung bình 153 mmHg thủy ngân và huyết áp tâm trương trung bình 102. Thì khi phối hợp giữa temesartan và amlo liều thấp thì hạ xuống 19, nghĩa là hạ xuống dưới 140-90. Và nếu liều đầy đủ thì hạ huyết áp tâm thu xuống 23, nghĩa là dưới 130 là đạt được tối ưu. Và trong thử nghiệm TEMSTRA đối với bệnh nhân tăng huyết áp có nguy cơ cao thì temesartan cộng amlodipine đã có hiệu quả hạ huyết áp rất tốt đối với tâm thu trong bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân mập phì, bệnh nhân hội chứng chuyển hóa, người lớn tuổi 65 tuổi, da đen hoặc tăng huyết áp nặng từ 43 cho đến 47 mmHg thủy ngân. Và tỷ lệ kiểm soát huyết áp 24 giờ
của phối hợp này luôn luôn đạt ở mức ổn định dưới mức tối ưu dưới 130 trong huyết áp ngày và huyết áp tâm trương dưới 80. Và điều này giúp cho cái phối hợp này đạt 82%, đạt mục tiêu so với đơn trị liệu amlodipine 10mg. Và cái tỷ lệ giảm phù khi phối hợp giữa cái liều 5 và liều 10 so với đơn trị liệu amlo thì giảm đến 71-90%. Còn đối với phối hợp 3 thứ thuốc so với 2 thứ thuốc thì như thế nào? Thì qua một phân tích gồm 14 phân tích gộp trên 11.000 bệnh nhân thì kết hợp 3 thứ thuốc so với 2 thứ thuốc thì tỷ lệ cải thiện kiểm soát huyết áp tốt hơn trên 58% so với 45% và có tính an toàn. Và một thử nghiệm chươm là phối hợp sẽ tăng liều rất thấp 20mg amlodipine 2,5 và thiazid 12,5 ở bệnh nhân tăng huyết áp nhẹ và trung bình thì 70% huyết áp tâm thu đạt mục tiêu và 55% huyết áp tâm trương đạt mục tiêu. Còn đối với tăng huyết áp kháng trị thì như thế nào? Thì khi ta thêm thuốc thứ tư andosterone thì cho thấy có hiệu quả dưới 130-80. Nếu có chống chỉ định anatol thì ta có thể dùng tazacitinib và bisoprolol. Về tóm lại, cái khuyến cáo của XH2020 điều trị tối ưu đó là khi tăng huyết áp độ 2 thì điều trị thuốc ngay cùng thay đổi lối sống. Khi tăng huyết áp độ 1 nguy cơ cao thì cũng điều trị thuốc ngay. Và cái thuốc phải dùng đơn giản một liều một ngày và phối hợp hai thứ thuốc. Mà trong đó đối với những bệnh nhân không phải da đen thì nên phối hợp ức chế men chuyển hoặc chèn đồ thuế cộng với chèn canh canxi. Và nếu không đủ, không đạt thì dùng liều đầy đủ và thêm thiazid line và có thể thêm khả năng toron nếu không đạt và theo dõi cái mục tiêu điều trị là dưới 130-80 và tùy theo tuổi, nếu lớn tuổi thì 140-90. Và cái đạt cái đích là phải theo dõi đến 3 tháng mới đạt đích và tác dụng phụ cũng như cái sự tuân thủ lâu dài. Còn nếu mà không kiểm soát được thì có thể gửi chuyên gia. Và qua đó tôi xin có một số kết luận về mục đích điều trị tăng huyết áp tối ưu là giảm bình sinh và tử vong chung, tử vong tim mạch, bảo vệ cơ quan đích và cải thiện chất lượng cuộc sống, ít tác dụng phụ và có sự tuân thủ. Đây là tiêu chuẩn của điều trị tăng huyết áp tối ưu. Mà từ ESH cho đến VSH 2018 cho đến ESH 2020 thì không có sự khác biệt trong chẩn đoán và tiếp cận điều trị. ESH chỉ gộp tăng huyết áp độ 2, độ 3 thành độ 2 như Hoa Kỳ và chia làm hai nhóm, một nhóm là điều trị thiết yếu chung và một nhóm có điều kiện để điều trị tối ưu. Và ESH 2200 điều trị tăng huyết áp tối ưu là phối hợp thuốc sớm viên cố định liều thấp với ức chế men chuyển hoặc chèn thủ thể angiotensin sinh 2 cộng với chèn canh canxi ngay từ đầu. Nếu không đạt thì tăng liều đầy đủ, không đạt nữa thì thêm lời tiểu thi dít lai. Và nếu không kiểm soát thì xem mới tăng huyết áp kháng trì thêm khả đoterol. Về chọn lựa giữa hai nhóm chèn hề rát thì tùy thuộc vào đặc điểm bệnh nhân, tính có sẵn, giá và sự dung nạp. Đối với tăng huyết áp nguy cơ cao thì nên ưu tiên chọn temi-sertan amlodipine cố định liều thấp từ đầu cho đến liều đầy đủ mà để được chứng minh qua thử nghiệm ông tạc kết và từ đó đã đem lại cái lợi ích cao nhất cho bệnh nhân. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự chú ý lắng nghe. Cảm ơn phó giáo sư Trần Văn Huy đã cung cấp những thông tin rất là cập nhật về cái khuyến cáo của ISS 2020. Thì trong khi chờ đợi những câu hỏi từ phía cử tọa đó, tôi xin hỏi phó giáo sư Trần Văn Huy một cái câu như vậy là sau khi ISS cung cấp cái khuyến cáo mới như vậy đó, thì theo anh Huy với tư cách là phó chủ tịch của phân hội tăng huyết áp thuộc Hội Tim mạch Việt Nam đó, thì liệu chúng ta có nên điều chỉnh một số những cái khuyến cáo của hội hay không, của phân hội tăng huyết áp thuộc Hội Tim mạch Việt Nam hay không? Ví dụ tôi có cái vấn đề là trong cái khuyến cáo của ISS thì họ nêu ra cái là essential tức là thiết yếu và một cái là cái optimal là tối ưu. Liệu chúng ta có nên khuyến cáo cho ví dụ như là cái essential là cho những tuyến dưới, còn optimal là cho những bệnh viện chuyên khoa chẳng hạn? Thì tôi thấy là cái khuyến cáo ISH là một cái khuyến cáo mà cập nhật cho những quốc gia đang phát triển
và chúng ta cũng là một quốc gia cũng đang phát triển và phát triển, thì cái tỷ lệ đối với bệnh nhân mà dùng thuốc tối ưu thì cũng có giới hạn. Cho nên cái thành phần mà những người nghèo, những cái tuyến xã, những tuyến mà hải đảo, những tuyến vùng cao cần thiết phải có một điều trị thuốc cơ bản, thuốc thiết yếu. Cho nên tôi nghĩ rằng nên cần cập nhật một cái guideline chia ra hai cái mức độ như thẳng, nghĩa là chúng ta có sẵn thuốc gì thì dùng thuốc đó, và cái mục tiêu ban đầu là hạ dưới 20-10 mm thủy ngân so với huyết áp hiện có, rồi sau đó đưa dần xuống 140-90, rồi đưa dần xuống cái mục tiêu tối ưu 130-80, và tùy theo mức tuổi mà chúng ta đưa dần, và tùy theo cái mức nguy cơ. Mặc dù cái tính toán về cái yếu tố nguy cơ hiện nay vẫn là đang tương đối thôi, bởi vì tại hội nghị của EC vừa rồi thì cái thử nghiệm BVLTT nó đặt ra một vấn đề thách thức là không dựa vào mức huyết áp ban đầu, không dựa vào bệnh sử, thì tương lai nó sẽ có nhiều cái điều kiện để xác định cái yếu tố nguy cơ hơn. Nhưng mà chúng ta trong thực hành lâm sàng thì chúng ta cũng, đó là một cái dụng cụ đơn giản để đánh giá mức độ nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao, để cho các bác sĩ của từ tuyến xã, tuyến huyện và ngay cả bác sĩ tuyến tỉnh thì áp dụng trong thực hành lâm sàng. Bởi vì chúng ta chưa có một cái khuyến cáo dự phòng chung, cho nên trong tăng huyết áp chúng ta cần phải xác định yếu tố nguy cơ là rất quan trọng, và từ đó chúng ta áp dụng trong cái điều trị thực hành lâm sàng hàng ngày. Kính thưa anh Huy, thì kể từ năm 2018 tới bây giờ, những cái khuyến cáo đó cho đến năm nay 2020, khuyến cáo của cái hiệp hội tăng huyết áp mà quốc tế đó, ISHR, thì đều khuyến cáo trong cái việc mà chúng ta tiếp cận trong việc điều trị, thì trong ngay trong bước một đầu tiên thôi, 90% của trường hợp là chúng ta sẽ phối hợp thuốc, trong đó thì ức chế men chuyển hay là ARB chúng ta phối hợp với lại chạy kênh canxi. Thì không biết theo cái ý kiến riêng của Phó giáo sư Trần Nguyễn Quy như thế nào, chúng ta nên bắt đầu bằng phối hợp hay đó là liều thấp, thì liều thấp ở đây được hiểu là cái liều như thế nào được gọi là liều thấp, thì xin anh Huy cũng cho thêm ý kiến để mà có thể là chúng ta có thể là những người chuyên khoa, những người tim mạch chung thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái liều thấp đó như thế nào trong cái bước về đầu tiên. Cái vấn đề xác định cái liều thấp là bằng nửa cái liều thông thường hoặc là cái liều đầy đủ, đó là cái liều thấp. Giống như temesetan 80-10 thì cái liều thấp là cái liều 40 năm chẳng hạn. Và cái phối hợp ban đầu, kết hợp ban đầu ngay bây giờ lúc này có nhiều thử nghiệm như tôi đã trình bày, nó không những là gia tăng sự tuân thủ trong điều trị mà nó chứng minh nó giảm cái outcome lâm sàng, nó giảm cái tỷ lệ tử vong chung, nó giảm các biến cố tim mạch. Cho nên cái sự phối hợp ngay từ đầu mà với cái liều thấp mà qua 33 thử nghiệm lâm sàng thì cho thấy rằng nó có rất là có giá trị so với đơn trị liều. Cho nên chúng ta nên khuyến khích là phối hợp liều thấp ngay từ ban đầu. Và cái liều thấp đó chúng ta có thể là Việt Nam chúng ta có thể là dùng riêng rời theo cái điều trị cơ bản thiết yếu, mà chúng ta có thể bẻ, chúng ta có thể chia ra linh động linh hoạt hơn trong cái việc cố định liều khi dùng thuốc từng viên rời, chúng ta có thể là linh động bẻ ra để điều trị. Còn nếu chúng ta có điều kiện để dễ uống thì chúng ta dùng viên cố định liều làm sẵn là tốt hơn, thì đó là vấn đề. Cảm ơn Huy. Không biết thì bác sĩ Vân có cái ý kiến như thế nào, thì vừa rồi chúng ta có một cái gọi là liều thấp đó, phối hợp liều cố định liều thấp, chúng ta có thị trường Valcoram đó, thì Perindoprin là 3,5, Amlodipine 2,5 mg. Như vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng cho cái viên Coveram nó bằng phân nửa, hơn phân nửa chút xíu thôi. Thì đối với viên thí dụ như là Exford chúng ta có 580 đó, thì Exford 580 được gọi là chuẩn chưa chúng ta bắt đầu, hay là chúng ta nếu mà sử dụng phối hợp liều thấp vậy thì nó sẽ bẻ viên đó ra thành là 2,5 rồi 40 mg diovan, xong rồi 2,5 mg của amlodipine,
thì cái chuyện đó thì chúng ta nên như thế nào trong trường hợp chúng ta thấy cập nhật rất nhanh trong cái chuyện chúng ta phối hợp đôi liều thấp liền, nhưng bây giờ thị trường có hay là nguồn thuốc đó, nó có sẵn sàng cho chúng ta những cái dạng như vậy không, vừa được phối hợp liều thấp liền, vừa được là tăng tuân thủ bằng viên phối hợp liều cố định, thì không biết là bác sĩ Vân có cái ý kiến như thế nào trong này, sau đó cũng xin ý kiến của anh Huy, của anh Thầu Quỳnh Văn Trí. Dạ, đầu tiên là con cảm ơn câu hỏi của thầy Bình về cái phối hợp thuốc liều thấp đó, thì hiện tại bây giờ nó là một cái chủ đề rất là hot, tại vì người ta thấy là nếu mà mình phối hợp thuốc mở liều thấp đó, thì mình sẽ nhận được những cái hiệu quả từ việc phối hợp thuốc, tức là mình sẽ giảm được những cái tác dụng phụ và mình sẽ nhận được những cái tác dụng gọi là hiệu quả ngoài hẳn, ví dụ như là kháng viêm thông qua việc phối hợp thuốc. Và khi mình phối hợp với liều thấp thì rõ ràng là cái tác dụng phụ của mình nó sẽ giảm đi, tại vì khi mà mình xài thuốc mà liều càng cao thì tác dụng phụ nó sẽ tăng lên. Cho nên một trong những cái khuynh hướng hiện tại thì người ta nói là sử dụng thuốc ở liều thấp. Thì cái sự khác biệt trong cái khuyến cáo của ISH và cái khuyến cáo của EC á, thì cái này là cái quan điểm của em và xin được ý kiến của thầy cô ạ. Em nghĩ là EC thì người ta nói với một cái bước nó thẳng hơn, có nghĩa là cuối cùng chúng ta sẽ phải đi đến phối hợp thuốc cho người bệnh nhân, vì đó là cái điều tốt nhất. Và thông thường đa phần bệnh nhân đều phải phối hợp thuốc thì họ mới kiểm soát được huyết áp và phòng tránh được biến cố. Nhưng ý xác thì người ta thực tế hơn về mặt lâm sàng là sẽ có những trường hợp mà chúng ta rất là ngại khi chúng ta khởi đầu cái thuốc mà phối hợp thuốc ở cái liều chuẩn. Tại vì cái huyết áp thì nó sẽ rất là dao động, và khi mà cái huyết áp mình đo ở phòng khám đôi khi nó chưa chắc là nó sẽ đại diện cho cái huyết áp ở nhà bệnh nhân. Và trong một số cái bệnh nhân mà họ có cái nguy cơ hạ huyết áp cao thì cái việc mà mình đi từ liều thấp mà mình phối hợp lên thì có lẽ là nó sẽ phù hợp hơn và nó an toàn hơn cho người bệnh nhân. Như vậy thì những cái dạng thuốc mà ở liều thấp thì hiện tại bây giờ trong thị trường đã có một số rồi, và một trong những cái mà giống như là thầy Bình vừa nói là Viacoram, viên này xài thì rất là thuận tiện. Thì người ta trong cái nghiên cứu lúc nãy mà thầy Huy có trình bày á, là cái nghiên cứu thử nghiệm gộp trên 33 nghiên cứu, người ta thấy là sử dụng thuốc phối hợp hai thuốc ở liều thấp á, thì hiệu quả của nó gọi là nó tốt, tương đương với việc sử dụng một thuốc, thậm chí nó có thể tốt hơn nữa, mà trong khi cái tác dụng phụ của nó thì lại như nhau tương tự. Cho nên là em nghĩ là đây là một cái khuynh hướng mới của những cái thuốc, và sẽ có nhiều thuốc như vậy đi vào thị trường Việt Nam. Ví dụ như là temesartan, amlodipine, thì cái nghiên cứu TRIUM mà trong cái phần trình bày của thầy Huy thì nó cũng có ở cái dạng liều thấp. Bằng chứng là temesartan là có 20mg thôi, amlodipine là 2,5mg, và hydrochlorothiazide là 12,5mg. Thì em nghĩ đó là một cái khuynh hướng mà càng ngày thì mình sẽ có nhiều cái nó hơn trong cái thị trường, và giúp cho mình có nhiều công cụ hơn để lựa chọn thuốc cho người bệnh nhân của mình phù hợp. Dạ, em xin được ý kiến của thầy Huy, của thầy Bình và của thầy Trí ạ. Dạ, sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời phó giáo sư tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí đến trình bày về Bodybuild, khuynh hướng mới giúp điều trị dự phòng tiên phát biến cố tim mạch. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các đồng nghiệp đang theo dõi trực tuyến. Trong bài báo cáo hôm nay, tôi sẽ nói về phòng ngừa biến cố tim mạch bằng viên Bodybuild và xem như đó là một cái xu hướng mới hiện nay trong thực hành. Đầu tiên, chúng ta phải khẳng định một điều là trong các bệnh mạng tính phổ biến trên toàn cầu đó, thì hai cái bệnh có thể nói là đứng hàng đầu là tăng huyết áp và rối loạn lipid máu. Theo những cái thống kê mới nhất hiện nay thì trên toàn thế giới như vậy là có khoảng 1,13 tỷ người mắc bệnh tăng huyết áp và 1,76 tỷ người tăng cholesterol. Và cái điều đáng quan tâm đó là cứ hai bệnh nhân tăng huyết áp thì có một người bị rối loạn lipid máu, bất kể bệnh nhân sống ở khu vực nào trên thế giới, tức là có thể là sống ở những nước phát triển cũng như là ở những nước đang phát triển, ví dụ như Việt Nam. Và chúng ta quan tâm đến hai cái bệnh lý này bởi vì đây là hai cái có thể nói là yếu tố nguy cơ tim mạch mạnh nhất. Người ta ghi nhận là ứng với mỗi mức tăng 20mm thủy ngân huyết áp tâm thu đó, thì cái nguy cơ tử vong tim mạch nó sẽ tăng gấp đôi. Tôi lấy ví dụ một cái người có huyết áp bình thường là 115/75. Nếu chúng ta lấy cái người này làm cái chuẩn để so sánh đó, thì cái người có tiền tăng huyết áp, tức là huyết áp 135/85 đó, thì cái người này nguy cơ tử vong tim mạch sẽ cao gấp 2 lần. Nếu chúng ta lấy một cái người có huyết áp tăng huyết áp độ 1, tức là 155/95, so với người làm chuẩn đó,
thì chúng ta sẽ thấy là người này có cái nguy cơ tử vong tim mạch cao gấp 4 lần. Và một cái người có cái huyết áp tăng mức độ 2, độ 2 đó, tức là 175/105 đó, thì nguy cơ tử vong tim mạch nó sẽ cao gấp 8 lần. Bên cạnh đó đó thì chúng ta cũng biết là LDL cholesterol càng cao thì nguy cơ mắc bệnh mạch vành nó càng cao. Điều này nó đã được chứng minh trong rất là nhiều cái nghiên cứu dịch tễ quan sát, cũng như là những cái nghiên cứu gọi là di truyền đó, và một loạt những cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên. Cholesterol LDL càng cao thì nguy cơ mắc những cái bệnh lý tim mạch và xơ vỡ động mạch càng cao. Chính vì lẽ đó, những cái hướng dẫn của các hội chuyên khoa, dù là của Mỹ hay là của châu Âu, thì người ta đều xem huyết áp và cái cholesterol đó là những cái chỉ số chính để đánh giá nguy cơ. Ở châu Âu thì họ có một cái thang điểm gọi là thang điểm score. Và trên đây thì các đồng nghiệp thấy là người ta chia làm những cái thang điểm, cái thang điểm score dành cho những cái nước có nguy cơ thấp, chủ yếu là những nước Tây Âu, và những nước có nguy cơ tim mạch cao, tức là những nước Đông Âu. Và trên cái thang điểm này đó, các đồng nghiệp thấy là bên cạnh cái việc phân thành giới, tức là nam hay nữ, có hút thuốc lá hay không và lứa tuổi đó, thì hai cái chỉ số quan trọng nhất mà người ta dựa vào đó để đánh giá nguy cơ tim mạch đó là huyết áp tâm thu và cholesterol toàn phần. Và dựa vào những chỉ số này, người ta sẽ phân tầng nguy cơ bệnh nhân thành những mức là nguy cơ rất cao, cao, vừa hoặc là thấp. Nếu như là cái nguy cơ, tức là cái xác suất chết do bệnh tim mạch trong vòng 10 năm tới mà trên hoặc bằng 10% á, thì chúng ta xếp cái người đó vào mức nguy cơ rất cao. Nếu xác suất này trong khoảng từ 5-10% thì chúng ta xếp vào nhóm nguy cơ cao. Xác suất trong khoảng từ 1-5% thì chúng ta xếp vào nguy cơ trung bình. Và nếu như xác suất dưới 1% đó thì chúng ta xếp vào nhóm nguy cơ thấp. Chúng ta thấy là tăng huyết áp và rối loạn lipid máu, mà cụ thể là tăng cholesterol đó, thì nó sẽ làm tăng nguy cơ tim mạch. Câu hỏi đặt ra đó là theo chiều ngược lại, nếu chúng ta kiểm soát tốt huyết áp và cholesterol đó thì mình có giảm được nguy cơ hay không? Câu trả lời là có. Hàng loạt những cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên, người ta đã chứng minh là kiểm soát tốt huyết áp đó thì chúng ta sẽ giảm được cái nguy cơ bị những cái biến cố tim mạch nặng. Và đối với cholesterol cũng vậy. Những cái nghiên cứu trong phòng ngừa tiên phát lẫn phòng ngừa thứ phát tức là phòng ngừa ở cái người đã có bệnh tim mạch do xơ vỡ động mạch đó, tất cả những nghiên cứu này đều cho thấy rằng khi chúng ta hạ LDL cholesterol đó thì cái nguy cơ mắc bệnh mạch vành và nguy cơ bị những cái biến cố mạch vành nặng, tức là nhồi máu cơ tim hay là chết do bệnh mạch vành đó, nó sẽ giảm. Như vậy chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là các hội chuyên khoa đó họ có khuyến cáo vậy không? Thì tôi xin trở lại với một cái khuyến cáo mà khi nãy Phó Giáo sư Trần Quang Huy đã có trình bày, đó là cái khuyến cáo năm 2018 của Hội Tim Mạch và Hội Tăng Huyết Áp Châu Âu. Thì theo cái khuyến cáo này đó, họ nói là cái mục tiêu điều trị ban đầu đó cho mọi bệnh nhân là chúng ta cố gắng đưa huyết áp xuống dưới 140 trên 90 mmHg thủy ngân. Và nếu như cái điều trị được dung nạp tốt đó, thì chúng ta cố gắng đưa con số xuống dưới 130 trên 80 mmHg thủy ngân ở hầu hết bệnh nhân, trừ những cái người cao tuổi, tức là tuổi từ 65 trở lên, thì chúng ta đưa cái mức huyết áp tâm thu xuống cái dưới là cái mức là dưới 140, nhưng mà không cố gắng hạ xuống dưới 130 mmHg thủy ngân. Đối với lại cái cholesterol thì như thế nào? Năm 2019 thì Hội Tim Châu Âu họ có đưa ra cái hướng dẫn như vậy, là nếu chúng ta xếp bệnh nhân vào cái nhóm nguy cơ rất cao thì mình phải cố gắng điều trị làm sao để hạ cái LDL cholesterol ít nhất là 50% so với ban đầu và xuống cái con số tuyệt đối là dưới 55 mg/dL. Bệnh nhân nguy cơ cao thì chúng ta hạ ít nhất là 50% LDL cholesterol so với ban đầu để đạt được cái con số tuyệt đối là dưới 70. Nguy cơ trung bình là dưới 100 và nguy cơ thấp đó là LDL cholesterol phải dưới 116 mg/dL. Khuyến cáo thì có rất nhiều và người ta nói cũng rất là rõ ràng, nhưng mà giữa khuyến cáo và thực tế có một cái khoảng cách rất là xa. Những cái thống kê gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì người ta ghi nhận là có khoảng 50% bệnh nhân tăng huyết áp có huyết áp không được kiểm soát, và khoảng 70% bệnh nhân rối loạn lipid máu đó thì có cái LDL cholesterol không được kiểm soát. Câu hỏi đặt ra là tại sao như vậy? Thì một trong những cái nguyên nhân chính
khiến cho cái việc kiểm soát huyết áp lẫn cholesterol không tốt là vì bệnh nhân không có tuân thủ. Trong một cái nghiên cứu trên những người bệnh nhân được kê toa đồng thời một cái thuốc điều trị tăng huyết áp và một cái statin đó, thì người ta ghi nhận là 6 tháng sau chỉ có 35,9% bệnh nhân đó là còn tuân thủ điều trị, tức là còn uống thuốc mà thôi. Như vậy, cái việc nhận biết sớm cái không tuân thủ đó, nó rất là cần thiết. Và người ta cũng thống kê như vậy là rất là nhiều biến cố tim mạch chúng ta có thể ngăn ngừa được. Cứ một trong số 10 biến cố tim mạch đó, thì nó có nguyên nhân là do không tuân thủ điều trị bằng thuốc. Và như vậy, cái nhiệm vụ của thầy thuốc chúng ta đó là phải nhắm đến cái sự không tuân thủ điều trị bằng thuốc để cải thiện cái tiên lượng của người bệnh tim mạch. Tôi xin dẫn một cái nghiên cứu chứng minh cái tầm quan trọng của việc tuân trị với statin. Thì đây là một nghiên cứu người ta thực hiện trên những bệnh nhân sống sót sau nhồi máu cơ tim và được kê toa statin. Cái mức tuân trị đó thì người ta chia thành những mức khác nhau, cao nhất là từ 90% trở lên và thấp nhất là dưới 50%. Người ta chia thành 4 nhóm. Và các đồng nghiệp có thể thấy 4 cái đường Kaplan-Meier biểu diễn cái tỷ lệ sống sót theo thời gian của 4 nhóm này đó, nó khác nhau rất là rõ. Tuân trị càng thấp thì cái tử vong về lâu dài càng cao. Và cái sự khác biệt ở đây thì rất là có ý nghĩa thống kê nếu chúng ta nhìn vào cái sĩ số P này. Đây là một cái ví dụ rất là cụ thể, nó minh họa cho cái sự cần thiết của việc tuân trị. Trên hình, cái hình trên cái dải A đó là cái hình MRI của cái động mạch cảnh chung của một cái người tuân trị với statin. Các đồng nghiệp thấy là khi khởi trị đó và sau 24-48 tháng, thì sau 24-48 tháng đó, cái mảng xơ vữa động mạch của cái người tuân trị đó nó nhỏ lại rõ ràng và cái nắp xơ nó cũng dày, tức là đây là một cái mảng xơ vữa ổn định. Còn ở dưới này, cái dải B đó là cái MRI của một người không tuân trị statin. Các đồng nghiệp thấy là so với ban đầu ấy, cái mảng xơ vữa sau 48 tháng nó to lên rất rõ và cái nắp xơ nó có nhiều chỗ mỏng, tức là nó yếu và nó dễ vỡ. Và khi nó vỡ ra như vậy đó, nó sẽ gây ra những biến cố cấp. Làm cách nào để chúng ta cải thiện sự tuân trị? Thì đây là một cái điều cũng đã được đề cập trong cái bài báo cáo trước. Đó là cái việc chúng ta sẽ phối hợp nhiều thuốc trong cùng một viên thuốc. Một cái phân tích gộp được công bố năm 2010 bởi Gupta và cộng sự đó cho thấy rằng so với việc dùng hai viên rời, nếu chúng ta dùng cái viên 2-1 để điều trị tăng huyết áp và những cái bệnh mãn tính nói chung thì mình sẽ tăng tới 21% cái sự tuân trị về dài hạn. Và đó cũng là cái lý do vì sao các đồng nghiệp thấy là trong cái khuyến cáo của ESC năm 2019, xin lỗi 2018 đó, thì họ luôn luôn nhấn mạnh cái ý là khi phối hợp thuốc ở cả bước 1 lẫn bước 2 đó thì cố gắng là dùng cái viên 2-1 hoặc là 3-1. Về cái việc dùng viên 2-1 đó, thì cho đến nay có rất là nhiều cái nghiên cứu quan sát người ta chứng minh cái lợi ích của nó. Những cái nghiên cứu như là Impact, Umpire, Canini Gap hay là nghiên cứu Focus còn công bố gần đây đó đều cho thấy rằng so với việc dùng hai viên rời đó, nếu chúng ta dùng viên 2-1 thì cái sự tuân trị về dài hạn nó cao hơn, rất là có ý nghĩa thống kê. Tổng hợp như vậy là nó tăng tới 44% cái sự tuân trị của người bệnh. Do đó, trong những cái khuyến cáo của các hội chuyên khoa, người ta đều ghi nhận một cái ý như vậy là chúng ta phải tăng cái sự tuân trị của người bệnh bằng cách là đơn giản cái chế độ kê toa và ưu tiên dùng cái viên 2-1 bất cứ khi nào có thể. Và tôi xin nói đến cái khái niệm viên polypill. Vậy thì cái viên polypill là gì? Cái khái niệm này được đề cập lần đầu tiên vào năm 2013 trong một cái bài báo đăng trên tờ BMJ, tức là cái tờ của họp Hội Y khoa Anh của hai tác giả Wall và Law. Thì hai tác giả này đó mới đề ra một cái ý kiến là chúng ta làm cách nào để phối hợp nhiều chất thuốc trong cùng một viên, tức là dùng statin, ba cái thuốc điều trị tăng huyết áp ở nửa liều dùng, rồi acid folic với mục tiêu là hạ cái homocysteine. Thì cũng xin nói qua một điều này là thời điểm năm 2003 đó thì người ta cũng chưa có thử nghiệm lâm sàng chứng minh là cái acid folic này có lợi hay không. Nhưng hiện nay chúng ta biết là acid folic thì nó không có lợi. Và người ta thêm cả aspirin ở liều thấp.
và người ta tác giả gọi cái viên này đó gọi là viên polypill. Và các tác giả ước tính dựa vào những cái mô hình dịch thể và toán học đó, là khi chúng ta dùng cái viên polypill như vậy đó, nó sẽ giảm được 88% những cái biến cố mạch vành và 80% nguy cơ đột quỵ. Đến năm 2009 thì cái khái niệm polypill này lại được đề cập trong một cái nghiên cứu của các tác giả Ấn Độ đăng trên tờ Lancet. Thì các tác giả Ấn Độ sử dụng cái viên polypill gọi là viên polycap phối hợp 12,5mg Yazid, 50mg Atenolol, 5mg Ramiprin, 20mg Simvastatin và 100mg Aspirin đó, và nhận thấy rằng khi mà phối hợp như vậy đó thì nó kiểm soát rất là tốt các yếu tố nguy cơ. Và gần đây nhất trong năm 2019 đó, thì nó có hai cái nghiên cứu đăng trên hai tờ tạp chí rất là nổi tiếng là Lancet và New England. Thì nghiên cứu thứ nhất là nghiên cứu dùng cái viên thuốc gọi là polycap và cái nghiên cứu nó có tên là Poly Iran, lý do là người ta thực hiện ở Iran. Nó cho thấy rằng khi dùng cái viên có thành phần là 12.5mg hydrochlorothiazid, 5mg enalapril, 20mg atorvastatin, 81mg aspirin đó, thì nó giảm tới 34% có ý nghĩa thống kê các biến cố tim mạch so với lại chăm sóc thông thường. Còn trong nghiên cứu ở Mỹ đăng trên tờ New England đó, thì các tác giả nhận thấy là cái viên polypill có thành phần 12.5mg hydrochlorothiazid, 25mg doxycycline, 2.5mg amodipine và 10mg atorvastatin đó, thì nó giúp kiểm soát huyết áp thâm thu lẫn cái LDL cholesterol tốt hơn so với chăm sóc thông thường. Chính cái điều này là cái cơ sở để người ta dùng cái viên polypill phối hợp ba cái chất thuốc là penadopril, amlodipine và atorvastatin, đều là những cái thuốc tác dụng dài suốt 24 giờ. Và nếu chúng ta xét cái atorvastatin thì đây là một cái statin hạ LDL cholesterol rất là mạnh. Ở cái hàm lượng 20 của nó đó thì nó giảm cái cholesterol LDL tới 43%, tương đương gần như là tương đương với rosuvastatin liều 20, và ở hàm lượng 40 đó thì nó có phần là nhỉnh hơn so với lại rosuvastatin liều 40. Và cái thành phần hạ huyết áp đó, thì các đồng nghiệp thấy là penadopril amlodipine đó, nó giúp hạ huyết áp rất là tốt bất kể chúng ta khởi trị hay là chúng ta thêm vào cái nền điều trị trước đó. Nói về cái cơ chế tác dụng thì cả ba thành phần tức là atorvastatin, penadopril và amlodipine đều có tác dụng chống sơ vữa động mạch rất là mạnh. Và cái nghiên cứu có thể nói là bản lề chứng minh cái lợi ích của cái phối hợp này đó là nghiên cứu ASCOT. ASCOT có hai nhánh là ASCOT huyết áp tức là BPOA và ASCOT lipid máu là ASCOT LLA. Thì cả hai nghiên cứu này đó, hai cái nhánh này nó đều ngưng trước thời hạn dự kiến. Lý do là vì cái người ta ghi nhận là cái điều trị bằng amlodipine phối hợp với penadopril đó thì nó giảm rất là có ý nghĩa các biến cố tim mạch nặng so với lại cái phối hợp atenolol chazid, và cái atorvastatin nó cũng giảm rất là có ý nghĩa các biến cố tim mạch so với lại placebo. Một cái điều chúng ta cần ghi nhận trong nghiên cứu này đó là nếu chúng ta phối hợp amlodipine, penadopril, atorvastatin thì mình sẽ giảm như vậy là tới 79% cái nguy cơ tim mạch ước tính theo thang điểm Framingham so với ban đầu khi mà bệnh nhân chưa được điều trị. Và một cái ví dụ nữa là trong nghiên cứu Europa đó thì người ta thấy là nếu chúng ta phối hợp hai thuốc điều trị tăng huyết áp cộng với lại cái statin đó thì mình giảm được tới 22% các biến cố so với lại cái điều trị quy ước. Cái kết hợp này đó thì cũng đã được chứng minh ở tại Việt Nam, những cái hàm lượng 10 5 20 thì đã được thử nghiệm tại Bệnh viện Nhân Yên Định và một số trung tâm khác ở trên toàn quốc và chứng minh là nó kiểm soát huyết áp cũng như là cholesterol rất là tốt. Thì để tóm tắt cái bài báo cáo đó thì tôi xin nhấn mạnh một số ý như vậy. Chúng ta thấy là tăng huyết áp và rối loạn lipid máu đó thì nó có tần suất lưu hành cao và là những yếu tố nguy cơ quan trọng của tử vong và biến cố tim mạch nặng, nhưng mà hiện nay thì nó được kiểm soát không tốt. Cái không tuân trị là một trong những nguyên nhân khiến cho cái việc kiểm soát nó không tốt. Và cái khái niệm viên polypill đó thì chúng ta biết là viên polypill như vậy đó là một cái hình mẫu mới trong điều trị bệnh tim mạch, nó giúp tăng cái tuân trị về dài hạn và cải thiện cái việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Và với cái viên mà chúng ta sẽ có trong một tương lai gần là viên polypill gồm có atorvastatin, penadopril và amlodipine đó, thì với cái thành phần tối ưu của nó về dược động học, về hiệu quả hạ huyết áp, về LDL hiệu quả hạ LDL cholesterol cũng như là cái chứng cứ bảo vệ tim mạch đó, thì chúng ta hy vọng là nó sẽ đáp ứng được cái xu hướng mới trong thực hành
Cảm ơn sự chú ý quý đồng nghiệp. Đó, xin cảm ơn Phó Giáo sư Hồ Văn Trí đã nhắc lại cho chúng ta một cái dạng thuốc để mà chúng ta có thể giải quyết được người bệnh của chúng ta, người bệnh tim mạch của chúng ta. Để mà chờ câu hỏi thì tôi xin hỏi bác sĩ Trí là bây giờ ở trên cái thế giới một cách lưu hành chính thức và sau đó tại Việt Nam chúng ta thì đã có những cái dạng polypill nào trong việc xử lý bệnh lý tim mạch? Cảm ơn câu hỏi của giáo sư Bình. Thì thật ra thì ở Việt Nam chúng ta cái viên polypill nó cũng đã có mặt từ lâu, nhưng mà chủ yếu là những cái viên để điều trị một cái bệnh lý nữa thôi. Ví dụ như là điều trị tăng huyết áp thì cái viên 2-1 hay là 3-1 chúng ta cũng rất là phổ biến, kết hợp của một cái ức chế men chuyển hay là một cái chạng cụ thể angiotensin với là một cái chạng canxi hay là với một cái loại tiểu chazit thì chúng ta có rất nhiều và mình xài cũng cả hơn mười mấy năm nay rồi. Trong cái điều trị hạ lipid máu thì mình có những cái kết hợp của cái statin với lại ezetimibe, hay là trong điều trị cái bệnh đái tháo đường thì chúng ta cũng có những cái kết hợp của metformin với những cái thành phần khác, ví dụ như là những cái thuốc ức chế DPP4 hay là hiện nay chúng ta có cái kết hợp metformin với lại cái ức chế SGLT2 đó, thì chúng ta cũng có rất nhiều. Thì cái viên polypill mà tôi đề cập đó thì hy vọng là trong một tương lai gần, trong có lẽ là trong đầu năm sau đó, thì chúng ta sẽ có trong tay cái thuốc đó, vừa kiểm soát huyết áp vừa kiểm soát cholesterol. Như vậy đó thì chúng ta thấy là chúng ta cũng muốn xin hỏi thêm Phó Giáo sư Hồ Văn Trí là cái định nghĩa chữ polypill này, ví dụ như chúng ta vừa kiểm soát huyết áp vừa kiểm soát con lipid máu, chúng ta thấy có hai mục đích và chúng ta phối hợp ba thứ mà cũng để chỉ có giải quyết một chuyện huyết áp không, thì cái nghĩa của chữ polypill này nó như thế nào? Vâng, thì cảm ơn. Thì thật ra cái khái niệm polypill đó thì nó khi mà tác giả Won và cộng sự đưa ra đó thì nó nhắm đến là cái việc kiểm soát đồng thời nhiều yếu tố nguy cơ hơn là để chúng ta kiểm soát một cái yếu tố nguy cơ là tăng huyết áp thôi hay là tăng cholesterol thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu mà mình dùng cái chữ là polypill để chỉ những cái viên mà 2-1, 3-1 thì một cách tổng quát mình có thể hiểu như vậy. Còn đúng ra đó thì đúng là như cái câu hỏi của thầy Bình nêu lên là có thắc mắc chỗ đó, đó là cái polypill là chúng ta dùng để kiểm soát đồng thời nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau. Có một đồng nghiệp hỏi tôi như vậy là hỏi về cái tác dụng phụ của polypill. Bệnh nhân cần high intensity atorvastatin thì xài liều như thế nào? Thì thật ra cái hàm lượng đó nó sẽ tùy thuộc vào cái chỉ định. Nếu chúng ta dùng trong cái chỉ định gọi là phòng ngừa tiên phát bệnh mạch vành chẳng hạn, trên một cái người tăng huyết áp, chúng ta xài cái hàm lượng thấp, tức là cái hàm lượng của atorvastatin trong đó là 10, hoặc là đôi khi có thể 20 cũng được. Nhưng nếu như chúng ta dùng để dự phòng thứ phát, tức là cái người đã có bệnh tim mạch do sơ vữa động mạch và có tăng huyết áp, thì khi đó chúng ta sẽ là xài cái hàm lượng cao hơn. Thì như vậy cái việc chọn lựa, cái mà nhà sản xuất người ta đưa ra nhiều cái hàm lượng khác nhau đó thì giúp chúng ta có một cái lựa chọn rất là tiện để mình dùng cho từng tình huống. Tôi cũng xin tham luận thêm về cái câu hỏi này đó. Thì nếu mà chúng ta phối hợp nhiều thứ vào trong một viên, nó tiện cho việc chúng ta là kiểm soát đa cái yếu tố đó, đa yếu tố nguy cơ tim mạch trong một cái viên thuốc, giúp bệnh nhân tuân trị nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng nhiều thứ mà chúng ta phối hợp vào trong một thứ vậy thì cái độ mà gọi là flexible thì nó sẽ giảm đi. Có nghĩa là lúc đó chúng ta cần hạ huyết áp nhiều hơn tại huyết áp đang cao thì cái viên nó lại cố định cái liều như vậy, vân vân. Làm sao để có thể khắc phục được cái nhược điểm thiếu cái flexible khi mà chúng ta uống cái viên thuốc đó thì các nhà sản xuất đó thì người ta sẽ gọi là polypill nhưng mà với những cái liều lượng khác nhau. Ví dụ như có viên này atorvastatin nó là 40 nhưng có viên khác chỉ là 20, trong khi đó có viên này thì vansartan nó 80 nhưng mà có viên khác nó lại là 160. Như vậy thì giúp chúng ta có nhiều dạng để mà chúng ta chọn lựa, như vậy thì nó giảm bớt cái tính cứng nhắc mà chúng ta giải quyết được cái khuyết điểm là không có flexible cho khi mà chúng ta chọn lựa thuốc. Thì đó cũng là một cái cách thôi, mà thật sự thì các công ty bây giờ đã làm cái này nhiều để cho tất cả các bác sĩ chúng ta rộng tay, chúng ta có thể chọn lựa đúng như cái tình trạng của người bệnh để chúng ta làm. Thì đó là cách giải quyết mà vừa phối hợp được nhiều thứ trong một viên, cộng hưởng được tác dụng tăng tương trị và đồng thời cách flexible nó vẫn đúng. Để tiếp chương trình thì chúng tôi kính mời giáo sư Trương Quang Bình báo cáo bài ức chế men chuyển mới trong điều trị tăng huyết áp, Zofrenoprin.
Kính mời thầy. Kính thưa các thầy cô trong chủ tọa đoàn cũng như tất cả các bạn đang tham dự hội thảo xu hướng mới trong điều trị bệnh lý tim mạch hiện nay. Tôi muốn nói về một loại thuốc ức chế men chuyển gọi là mới, nhưng mà thật sự cái mới này nó trong cái dấu ngoặc kép. Mới đây là mới chuyển về Việt Nam để chúng ta có cơ hội chúng ta sử dụng thôi. Chứ cái loại thuốc này cũng đã được nghiên cứu từ rất lâu rồi, từ những năm 1995-1996. Theo những cái khuyến cáo mà tim mạch mới đây của chúng ta trong điều trị tăng huyết áp, ví dụ như trong cái khuyến cáo từ những năm 2018 bây giờ, thì chúng ta thấy cái thuốc mà ức chế men chuyển Exhibitor này nó đứng cái hàng trước, gọi là vô mà chúng ta gặp nó ngay trong cái điều trị khởi đầu, khởi trị chúng ta đã thấy một trong những cái loại thuốc đi đầu đó là thuốc ức chế men chuyển. Và trong cái khuyến cáo mới 2020 này của gọi là Hiệp hội Tăng huyết áp Thế giới đó, thì cho cũng thấy là trong tất cả các bước từ bước 1 cho tới bước 4 đó, nó đều xuất hiện chữ A đây hết. Chữ A đây có nghĩa là thuốc đó hoặc là thuốc ức chế men chuyển hoặc là thuốc chặn thụ thể angiotensin, exhibitor hoặc là ARB. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của thuốc ức chế men chuyển trong điều trị tăng huyết áp lúc nào là cũng có, và đầu tiên và trong những cái bước sau đó đều có nó hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là một cái thuốc rất quan trọng trong cái điều trị tăng huyết áp của chúng ta. Đứng về bệnh lý nhồi máu cơ tim thì từ những năm 2010-2013 vân vân đó, thí dụ như đây là khuyến cáo về điều trị nhồi máu cơ tim cấp có SC trên lên năm 2013 của Hiệp hội Tim mạch của bên Hoa Kỳ đó, thì người ta khuyến cáo rằng một cái loại thuốc ức chế men chuyển Exhibitor này thì chúng ta nên cho người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp có SC trên lên mà rất sớm, trong vòng 24 giờ đầu. Mà chúng ta thấy rằng là cái chỉ định này đó được gọi, được xếp vào nhóm chỉ định nhóm 1, có nghĩa là chúng ta phải sử dụng cho người bệnh chúng ta, và mức độ chứng cứ thì rất là đầy đủ rồi, mức độ chứng cứ A. Như vậy thì rõ ràng rằng là yếu tố ức chế men chuyển rất là quan trọng trong điều trị bệnh lý tim mạch, đó là dạng bệnh bị tăng huyết áp cũng như là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Trong tất cả những cái dạng thuốc ức chế men chuyển bây giờ chúng ta có rất nhiều, từ Benadryl, chúng ta Enalapril, Captopril vân vân, thì bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với các bạn đó là một loại thuốc Zofenopril này, một thuốc ức chế men chuyển mà với những cái nhà sản xuất của thuốc này cho rằng nó có những cái đặc tính độc đáo, đó là cái tính ái lipid rất cao, và người ta chứng minh rằng nó ức chế chọn lọc trên cái những cái mang ức chế men chuyển ở trên tim, cũng như là nó có tính chất là chống oxy hóa và bảo vệ hệ thống tim mạch của chúng ta. Thực tế khi chúng ta điều trị, chúng ta quan tâm đến cái hiệu quả, đã là thuốc hạ huyết áp thì cái hiệu quả trong cái điều trị tăng huyết áp chúng ta như thế nào, biểu hiện qua những con số mà chúng ta thấy nó có thể hay được. Nếu mà chúng ta so sánh với Enalapril 20mg cũng là một cái liều khá, từ 5mg chúng ta có thể xài lên tới 20-40mg Enalapril là tối đa, thì chúng ta thấy rằng là Zofenopril 30mg này thì nó đã là giúp làm giảm huyết áp tâm thu cũng như là huyết áp tâm trương khá hơn, tốt hơn so với Enalapril một cách có ý nghĩa thống kê. Nếu mà so với Lisinopril, chúng ta biết Lisinopril cũng cái liều từ 5 cho tới 40, thì cái đây là cái liều trung bình của Lisinopril, thì cái liều trung bình của Zofenopril chúng ta thấy rằng nó cũng giúp cho hạ huyết áp tâm thu và tâm trương tương đương. Sự khác biệt giữa hai cái mức hạ huyết áp của hai cái loại thuốc này là như nhau. Nếu mà so sánh với những cái thuốc ARB thì chúng ta thấy rằng so với Candesartan, chúng ta thấy rằng Candesartan với Zofenopril này hạ mức hạ huyết áp là như nhau, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà nếu mà so với Losartan thì chúng ta thấy rằng nó có trội hơn, Zofenopril hạ huyết áp tốt hơn cả tâm thu lẫn tâm trương so với Losartan. Đó là chúng ta so sánh ở trong cái nhóm trong cái hệ thuốc ARAA. Bây giờ chúng ta sẽ coi những cái loại thuốc khác, ví dụ như Atenolol. Thì so với Atenolol thì rõ ràng rằng Zofenopril nó hạ huyết áp tốt hơn. So với Amlodipine, chúng ta biết rằng Amlodipine là một cái loại thuốc hạ huyết áp khá tốt và rất tốt, có thể là trong những cái nhóm thuốc của chúng ta. Thì thấy rằng cả hai loại thuốc này so với ban đầu điều trị đó đều nó giảm được một huyết áp một cách có ý nghĩa thống kê so với khi mà trước khi bắt đầu điều trị. Và so sánh giữa hai nhóm này thì chúng ta thấy rằng cả huyết áp tâm thu và cả huyết áp tâm trương đều giảm như nhau, và cho cái kết quả là hai cái này sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê về cái mức độ hạ huyết áp so giữa hai cái. Còn so với thời điểm bắt đầu điều trị, chưa điều trị thì hai loại thuốc này đều giảm huyết áp tốt hết.
Và vậy chúng ta cũng tóm lại thì chúng ta có khá nhiều nghiên cứu so sánh một loại thuốc hoặc là trong họ ức chế men chuyển, hoặc là so sánh ARV, hoặc là so sánh với một loại chặn beta, hoặc là so sánh một loại thuốc chặn canxi, đều cho chúng ta thấy rằng Zopinopril có tác dụng hạ áp ngang ngửa hoặc thậm chí có thể là hơn một vài thứ thuốc khi mà chúng ta so sánh với nó. Như vậy đó là chúng ta thấy là cái hiệu quả hạ áp của thuốc ức chế men chuyển mới này, Zopinopril này, so với những loại khác là tốt rồi. Giờ chúng ta xem coi có những công trình nghiên cứu nào để chứng minh được cái hiệu quả lâm sàng của thuốc này đối với bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp hay không. Thì thật sự chúng ta sẽ tổng kết lại hết mà theo cái nhà sản xuất đó là một cái dự án gọi là dự án SMILE. Dự án SMILE này gồm nhiều nghiên cứu, những nghiên cứu pilot, xong rồi SMILE 1, SMILE 2, SMILE 3, SMILE 4 và kéo dài những công trình nghiên cứu này từ năm 1991 cho đến nay là 2019. Thí dụ như trong cái tổng kết lại cái SMILE overall chung này hết thì nó thực hiện trên 3.620 người bệnh sau nhồi máu cơ tim có chức năng thức trái là bình thường hoặc là có tình trạng suy tim. Trong đây thì có so sánh với giả dược hoặc là có so sánh với loại thuốc ức chế men chuyển khác về cái việc mà tỷ lệ tử vong và thương tật sau 12 tháng chúng ta điều trị. Thì trong cái công trình nghiên cứu SMILE Study mà thực hiện năm 1995, thật sự đây là chúng ta tìm lại những cái công trình nghiên cứu trước thôi, chứ nếu mà thực hiện công trình nghiên cứu 2015, 2020 mà còn thực hiện một cái nghiên cứu, tức là một người bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim cấp xong thì chúng ta cho một nhánh là Zopinopril, một nhánh khác là giả dược thì hoàn toàn là không được. Nhưng mà thời điểm năm 1995 thì chúng ta thấy cái điều đó nó cho phép. Thì thấy rằng cái kết quả của công trình nghiên cứu này thực hiện cũng không lớn, mỗi nhánh khoảng 770 mấy người bệnh thôi. Thì người ta đã được phân phối ngẫu nhiên để một nhóm thì nhận giả dược và một nhóm nhận Zopinopril. Thì sau cái thời gian theo dõi là 6 tuần như thế này đó, chúng ta thấy rõ là nó làm giảm đáng kể cái nguy cơ tử vong hoặc là nguy cơ suy tim xung huyết nặng so với giả dược. Đó là giảm khoảng nguy cơ khoảng 34%. Và nếu chúng ta tiếp tục theo dõi trong một năm thì chúng ta thấy cái tiêu chí mà chúng ta đánh giá đó thì nó vẫn được kéo dài nữa, có nghĩa là nó vẫn giữ vững được cho đến một năm, thì chúng ta thấy rằng là cái giảm nguy cơ được 29% một cách có ý nghĩa thống kê. Trong một cái nghiên cứu này thì người ta cũng phân tích riêng ra đó là tần suất suy tim xung huyết nặng, thì chúng ta thấy rằng chỉ riêng một mình suy tim xung huyết thôi thì nó cũng giảm được nguy cơ là 56% một cách có ý nghĩa thống kê. Trong một công trình gọi là SMILE Ischemia năm 2007 đó, thì chúng ta thấy rằng những cái người bệnh mà bị thiếu máu cơ tim mà đã được bị nhồi máu cơ tim rồi, hậu nhồi máu cơ tim, chúng ta có phân suất tống máu nó bảo tồn, phân suất tống máu thất trái bảo tồn, thì chúng ta cũng chia làm hai nhánh để mà chúng ta điều trị hoặc là giả dược hoặc là Zopinopril. Thì khi đó chúng ta theo dõi xong chúng ta thấy rằng Zopinopril đã làm giảm được gánh nặng thiếu máu cục bộ so với giả dược là 44% một cách có ý nghĩa thống kê. Về mặt hiệu quả lâm sàng thì chúng ta thấy là so sánh với giả dược, bây giờ chúng ta so sánh với một loại ức chế men chuyển khác đó là Ramipril, thì trong cái công thức điều trị này hoặc là Zopinopril phối hợp với aspirin hoặc là Ramipril cộng thêm cho aspirin ở những bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp mà có rối loạn chức năng thất trái, thì chúng ta thấy rằng sau khi chúng ta theo dõi 12 tháng chúng ta thấy rằng Zopinopril làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong tim mạch và nhập viện so với chúng ta sử dụng là Ramipril. Cái sự giảm đó đều là giảm được 30% một cách có ý nghĩa thống kê. Như vậy thì chúng ta vừa xem rằng trong cái điều trị tăng huyết áp thì nó giảm chỉ số huyết áp không có thua kém gì với những cái loại thuốc huyết áp mà chúng ta đã từng biết từ trước đến giờ. Mà về trong điều trị nhồi máu cơ tim so sánh với vẻ giả dược là những cái công trình nghiên cứu lâu đời trước đó, 1995, 1991 rồi vân vân, so sánh giả dược thì thấy rằng nổi trội hơn. Và gần đây đó thì chúng ta thấy là năm 2007 thì chúng ta phải so sánh giữa một loại ức chế men chuyển với một loại ức chế men chuyển. Trong đó thì Zopinopril chúng ta so sánh với lại thuốc Ramipril thì chúng ta thấy rằng là nó cũng có ưu điểm ít nhất là bằng, và chúng ta thấy trong công trình nghiên cứu đó nó thể hiện là nó trội hơn. Chúng ta một cái phần nữa chúng ta phải xét đến cái tính an toàn của nó. Khi mà chúng ta sử dụng thuốc ức chế men chuyển thì chúng ta quan tâm đến vấn đề là bệnh nhân có bị ho nhiều hay không. Thì trong trường hợp này chúng ta so sánh cái tỷ lệ ho giữa bệnh nhân sử dụng Enalapril và bệnh nhân sử dụng Zopinopril thì chúng ta thấy rằng là cái nó cũng ngang ngửa nhau, mà thậm chí là cái tỷ lệ mà bị ho của Zopinopril nó còn thấp hơn so với thuốc ức chế men chuyển khác là Enalapril.
những cái loại tác dụng phụ khác thì chúng ta cũng thấy rằng khi chúng ta sử dụng Zopiclone này, những cái tác dụng phụ của nó ít hơn so với là sử dụng Enalapril. Nguyên một cái tính hồ sơ, một cái tính an toàn của nó khi chúng ta sử dụng mà so sánh Atenolol thì rõ ràng là tất cả những cái tác dụng phụ mà có khả năng liên quan đến thuốc đó, thì chúng ta biết rằng bao giờ ức chế men chuyển, cái tác dụng phụ nó cũng ít hơn so với những cái loại thuốc dạng beta khác. Mà cụ thể là trong trường hợp này chúng ta thấy so sánh đó là Zonepril phối hợp so sánh với Atenolol, thì chúng ta thấy là sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê về cái hồ sơ an toàn của nó. Chúng ta cũng có một công trình nghiên cứu năm 2011 liệt kê tất cả các tỷ lệ tần suất mà xuất hiện ho khi mà chúng ta dừng thuốc ức chế men chuyển từ captopril, anatopril, lisinopril v.v. Và đây chúng ta thấy zopiclone bên này thì cái lẽ có lẽ là cái tần suất mà bị ho khi chúng ta sử dụng thuốc ức chế men chuyển này thấp hơn so với những cái loại mà thuốc ức chế men chuyển khác. Người ta cũng làm một cái công trình nghiên cứu mà có tính cách là nó về mặt cơ sở đó, để chúng ta coi cái thuốc ức chế men chuyển này nó có tính ái lipid cao hay không. Thì thật sự khi mà cái hệ số này càng cao thì chứng rõ rằng cái tính ái lipid nó cao hơn. Nếu so sánh với captopril, ranipril và lisinopril v.v. thì cái zopiclone này chúng ta thấy là có tính ái lipid nó cao hơn so với những loại khác. Một đặc tính nữa chỉ có trong một cái công trình nghiên cứu thực hiện năm 2004 cho chúng ta thấy rằng cái đặc tính mà chống oxy hóa của cái loại thuốc ức chế men chuyển mới này thể hiện qua cái cách là chúng ta xem cái khả năng oxy hóa của LDL cholesterol nó được đánh giá bằng sự giải phóng một cái chất nó liên quan đến cái tình trạng oxy hóa của cholesterol này, thì thấy rằng những cái bệnh nhân mà sử dụng zopiclone trong vòng 12 tuần điều trị tăng huyết áp này thì cái chất này nó thấp hơn so với nếu mà chúng ta sử dụng một loại ức chế men chuyển khác, đó là enalapril. Như vậy thì chúng tôi cũng xin có một số kết luận để giới thiệu loại thuốc này nếu mà nó có xuất hiện ở Việt Nam, mà tôi nghĩ rằng cũng là trong thời gian sắp tới sẽ có. Thì đây là một cái loại thuốc ức chế men chuyển mà có cái hiệu quả hạ áp tương đương với các cái loại thuốc hạ áp chúng ta đang có hiện nay. Nó giúp cho chúng ta cải thiện tốt những cái biến cố tim mạch, tử vong và suy tim trên bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim. Những cái tác dụng phụ của nó cũng ít, đặc biệt là tác dụng phụ ho nó thấp hơn so với những loại ức chế men chuyển khác. Và cái thời gian hạ áp của nó cũng kéo dài được 24 tiếng đồng hồ. Thì đây là thêm một cái lựa chọn để chúng ta có thể bổ sung vào trong tất cả những cái loại thuốc điều trị tăng huyết áp cũng như là điều trị nhồi máu cơ tim trong cái hệ thống gọi là hệ thống tác động trên RAA, tức là hệ thống renin, angiotensin, aldosterone. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài trình bày của tôi. Xin cảm ơn giáo sư Trương Quang Bình đã cung cấp thông tin chúng ta về một cái thuốc ức chế men chuyển mới được dùng để điều trị tăng huyết áp là cái zopiclone. Giờ thì trong khi chờ đợi có những câu hỏi từ phía cửu tọa, tôi xin hỏi thầy Bình một cái câu như vậy, cũng là một cái câu mà khi nãy, tức là một cái ý thầy Bình đã có trình bày nhưng mà tôi muốn hỏi lại để cho nó rõ, tức là trong các nghiên cứu mà người ta dùng thuốc ức chế men chuyển cho người có bệnh mạch vành đó, thì người ta ghi nhận là có những thuốc nó cho kết quả rất là tốt, ví dụ như là nghiên cứu Europa với Panadoprin, hoặc là nghiên cứu Hope với Ramiprin. Nhưng ngược lại cũng có những cái thuốc ức chế men chuyển mà nó cho kết quả negative, ví dụ như là Trandoprazin hay là Kinaprin. Thì một trong những cái lý do người ta đưa ra đó là vì những cái thuốc như là Ramiprin hay là Panadoprin đó, thì cái khả năng xâm nhập mô rất là tốt do cái tính ái mở cao. Vậy thì đối với lại cái Zopiclone này thì thầy Bình có thể cho chúng ta biết là nó xâm nhập mô như thế nào qua cái tính ái mở của nó. Chúng ta thấy rằng là những cái thông tin vừa rồi tôi vừa trình bày đó, cái tính ái mở của loại thuốc này đó là nó 3.5, cái hệ số của nó cao hơn những cái loại khác. Như vậy đây là một cái loại thuốc có tính ái mở cao, như vậy nó dễ xâm nhập vào mô. Và một cái thông tin mà chúng ta thấy là trong những cái phần trình bày chúng ta thấy là nó có tác động là chọn lọc trên mô tim. Chúng ta biết rằng là cái men chuyển của chúng ta đó, men chuyển chúng ta nó có thể lưu hành, men chuyển lưu hành trong hệ tuần hoàn, và cũng những loại men chuyển mà nó lại có ở trong mô của chúng ta. Như vậy có những cái loại thuốc ức chế men chuyển nó lưu hành trong tuần hoàn để nó tác động trên cái men chuyển trên tuần hoàn là
là được rồi. Nhưng nếu mà loại nào mà nó xâm nhập được một cái mô đặc biệt nào tốt thì nó tác động trên cái men chuyển của cái mô đó, thì những cái tư kỳ trước tức ức chế men chuyển, gọi là ức chế men chuyển mô đó, thì nếu mà nó tập trung vào trong mô tim thì nó sẽ tốt. Còn có những cái loại nó tập trung vào trong mô mạch máu hay trên mô não, điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng có những loại thuốc ức chế men chuyển nó lại làm giảm được những cái nguy cơ xảy ra những cái biến cố tim, biến cố não nhiều hơn là những loại thuốc khác. Thì đứng về mặt đó thì chúng ta thấy có men chuyển tuần hoàn, men chuyển mô, và tùy theo cái loại ức chế men chuyển nào đến được mô nào nhiều thì nó sẽ có hiệu quả tốt trên mô đó. Còn về cơ chế sâu xa mà nó thâm nhập vào mô bằng cách nào thì tôi xin là chắc là nếu mà Phó Giáo sư Trí có thấy được có những nghiên cứu nào có thể thấy được đó thì trình bày thêm, chứ còn tôi chưa có tham khảo cái thông tin đó. Để tiếp theo chương trình thì chúng ta có một cái chuyên đề rất là hay là trong điều trị tăng huyết áp của chúng ta đó, liệu chúng ta có thể trì hoãn hay không? Có nghĩa chúng ta biết huyết áp rồi, để thêm vài ngày vài tháng nữa để chúng ta điều trị thì nó như thế nào, hậu quả của nó ra sao, chúng ta có thể trì hoãn được hay không? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Quỳnh Quang Trí trình bày cái chuyên đề này. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các đồng nghiệp đang theo dõi trực tuyến, thì tôi xin trình bày cái chuyên đề là điều trị tăng huyết áp, liệu chúng ta có nên trì hoãn hay không. Thì tôi nhắc lại một cái thông tin là cái tăng huyết áp là một cái bệnh lý tác động toàn cầu. Cái thống kê năm 2015 đó cho thấy rằng tăng huyết áp nó là nguyên nhân gây tử vong sớm đứng hàng đầu, và đây là một cái nguyên nhân, cái nguyên nhân mà chúng ta có thể phòng ngừa được. Cái thống kê này cho thấy rằng trong năm 2015 như vậy là có 10 triệu ca tử vong liên quan với tăng huyết áp. Và cái điều đáng lo ngại đó là cái tỷ lệ nhận biết thì nó chỉ có 46,4% thôi. Tỷ lệ điều trị là 4,6%. Và tỷ lệ kiểm soát được đó, thì nó chỉ có 13,2%. Việt Nam chúng ta thì cũng không nằm ngoài cái quy luật chung. Tức là thứ nhất là mình thấy là cái tỷ lệ tăng huyết áp ở Việt Nam nó tăng rất là nhanh theo thời gian. Trong năm 2018 đó, cái tần suất lưu hành nó chỉ có 25%, nhưng cái thống kê gần đây, tức là 2015 đó, thì nó lên đến hơn 47%. Cái điều tra của Hội Tim Mạch Quốc gia Việt Nam thực hiện tại một số tỉnh thành ở cả ba miền đó, trên 5.454 người trưởng thành đại diện cho cái quần thể là 44 triệu người đó, thì cho thấy rằng có 47,3% là có tăng huyết áp, và đại diện cho một cái quần thể là 20,8 triệu. Con số những người tăng huyết áp đó thì 60,9% được phát hiện, nhưng mà được điều trị đó thì không toàn bộ hết mà chỉ có 92,8%, và được kiểm soát thì chỉ có 31,3%. Như vậy đó, nếu chúng ta quan tâm đến những cái người có tăng huyết áp nhưng mà không được phát hiện, và những người có tăng huyết áp có điều trị nhưng mà chưa được kiểm soát đó, thì tổng số người này theo cái ước tính này có thể lên đến 17,1 triệu người, là những người mà chúng ta phải hết sức quan tâm. Bây giờ chúng ta xem là tăng huyết áp khởi phát sớm đó, thì nó có làm tăng nguy cơ tử vong và biến cố tim mạch hay không? Thì để trả lời câu hỏi này, tôi xin nêu ra một cái nghiên cứu quan sát tiến cứu trên hơn 71.000 người ban đầu không có tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Nó kéo dài hơn 10 năm ở Trung Quốc. Cái mục tiêu trong nghiên cứu này đó là người ta khảo sát liên quan giữa cái tuổi khởi phát tăng huyết áp và cái nguy cơ biến cố tim mạch cũng như là cái tử vong do ngoài nguyên nhân. Và người ta mới tính cái hazard ratio, tức là tỷ số nguy cơ bằng cái mô hình hồi quy Cox, và có thể hiệu chỉnh theo nhiều cái yếu tố nguy cơ. Kết quả nghiên cứu này đó cho nó cho thấy rằng tăng huyết áp khởi phát sớm, tức là trước năm 45 tuổi đó, thì nó tăng cái nguy cơ bị biến cố tim mạch cũng như là tử vong do mọi nguyên nhân nhiều hơn là tăng huyết áp khởi phát trễ. Ở đây các đồng nghiệp thấy là nếu tăng huyết áp khởi phát trước 45 tuổi đó, thì nguy cơ biến cố tim mạch nó tăng 2,26 lần, trong khi nếu như nó khởi phát sau 65 tuổi đó, thì nó chỉ tăng có 33% thôi. Và đối với lại tử vong do mọi nguyên nhân ấy, thì những cái HR tương ứng là 2,59 và 1,29. Một cái nữa mình cũng phải nhớ như vậy là tăng huyết áp khởi phát càng sớm thì tổn thương cơ quan về sau càng nhiều. Một cái nghiên cứu trên 2.680 người Mỹ, tuổi trung bình là 50, được theo dõi từ năm 1985 đến năm 2011 ấy, thì nó cho thấy rằng nếu như là huyết áp, tăng huyết áp mà nó khởi phát sớm, tức là dưới 35 tuổi đó, thì hơn 20% có tổn thương ít nhất là hai cơ quan đít. Trong khi nếu như cái tăng huyết áp nó khởi phát trễ hơn, tức là sau 45 tuổi đó,
thì các đồng nghiệp thấy là cái tỷ lệ mà có tổn thương ít nhất hai cơ quan đít nó chỉ có không tới 10%. Một cái điều chúng ta đặt ra như vậy là khi mình chẩn đoán được tăng huyết áp thì mình có nên trì hoãn cái điều trị hay không, và trì hoãn thì nó có lợi hay không, nó hay là nó có hại. Thì để trả lời câu hỏi này đó, tôi xin nêu ra một cái nghiên cứu quan sát người ta thực hiện trên 18.721 bệnh nhân tăng huyết áp mới chẩn đoán trong thời gian từ 2007 đến 2012. Những người này được theo dõi cho đến tháng 10, 2015, hay cho đến khi nào xuất hiện một cái biến cố tim mạch hay là chết do mọi nguyên nhân. Mục tiêu nghiên cứu này đó là người ta khảo sát cái liên quan giữa thời gian DC với tử vong do mọi nguyên nhân và biến cố tim mạch. Thì cái chữ D ở đây có nghĩa là diagnosis, là chẩn đoán, và C là control, tức là kiểm soát, tức là cái thời gian từ khi chúng ta chẩn đoán được tăng huyết áp cho đến khi chúng ta kiểm soát được con số huyết áp. Thì cái thời gian DC này đó, người ta chia làm 3 cái tam phân vị. Và cái kết quả nghiên cứu này nó cho thấy rằng ở cái tam phân vị thấp nhất á, thì cái nguy cơ các biến cố tim mạch, kể cả biến cố mạch vành, suy tim, biến cố mạch máu não v.v. và tử vong do mọi nguyên nhân á, nó là thấp nhất. Và ở cái tam phân vị cao nhất đó, thì cái tỷ lệ, những cái tỷ lệ tương ứng nó tăng vọt lên. Cụ thể và một cái mà, tức là cái con số mà chúng ta quan tâm nhất á, là tử vong do mọi nguyên nhân. Thì nếu cái thời gian DC ở cái tam phân vị thấp nhất á, thì tử vong nó chỉ có 10% thôi, trong khi ở cái tam phân vị cao nhất á, nó tới 12%. Và sự khác biệt ở đây rất là có nghĩa thống kê. Như vậy thì chúng ta thấy rằng kiểm soát huyết áp càng sớm thì càng có lợi. Và trong các hướng dẫn của châu Âu cũng như của Mỹ đó, người ta đều nhấn mạnh cái ý này. Các đồng nghiệp thấy là nếu như huyết áp mà từ 140 trên 90 trở lên đó, thì cả châu Âu lẫn Mỹ người ta đều khuyến cáo là chúng ta thay đổi lối sống và dùng thuốc điều trị tăng huyết áp ngay. Đối với những trường hợp mà huyết áp trong khoảng từ 140, 159 tâm thu hay là tâm trương 90, 99 mà nguy cơ thấp trung bình á, thì người ta khuyên, đối với Mỹ thì nó khuyên là thay đổi lối sống và dùng thuốc điều trị ngay. Nhưng mà châu Âu á, thì họ thận trọng hơn và họ đề nghị là thay đổi lối sống và dùng thuốc điều trị tăng huyết áp nếu huyết áp vẫn cao sau 3 đến 6 tháng. Cái khoảng thời gian này đó là do cái đánh giá của từng bác sĩ điều trị, của từng bệnh nhân. Còn nếu như huyết áp tâm thu trong khoảng từ 130, 139 hay là tâm trương từ 80 đến 89 á, thì châu Âu người ta khuyên á, là thay đổi lối sống và xem xét dùng thuốc điều trị tăng huyết áp nếu nguy cơ rất cao, đặc biệt bệnh vành. Còn Mỹ đó thì người ta khuyên là thay đổi lối sống và dùng thuốc điều trị tăng huyết áp nếu như là bệnh tim mạch, bệnh nhân có bệnh tim mạch hay là có nguy cơ tim mạch rất cao, tức là cái xác suất chết do bệnh tim mạch là hơn 10% trong 10 năm tới. Trên thực tế đó thì người ta ghi nhận là có cái hiện tượng là chậm trễ trong kiểm soát huyết áp. Thì có rất nhiều nguyên nhân, chúng ta có thể kể ra là bệnh nhân không có tuân thủ điều trị, đây là nguyên nhân hàng đầu. Ngoài ra mình phải kể tới cái thói quen kê toa của bác sĩ không đúng, cái xu hướng tăng liều đơn trị trước khi phối hợp thuốc, hay là chuyển từ đơn trị này sang đơn trị khác rất là mất thời gian. Và nhiều bác sĩ đó thì có thói quen khởi đầu từ đơn trị trước khi chuyển sang phối hợp thuốc, mặc dù chúng ta biết là tăng huyết áp thì nó do nhiều cơ chế bệnh sinh khác nhau, cho nên là mình khởi sĩ bằng cái phối hợp càng sớm thì càng dễ kiểm soát huyết áp hơn. Để minh họa cho cái lợi ích của việc phối hợp thuốc đó, thì tôi xin dẫn ra một cái phân tích gộp số liệu của 42 cái thử nghiệm lâm sàng trên 11.000 người tham gia. Thì cái phân tích này đó, nó cho thấy rằng có hai cái tiếp cận khác nhau để kiểm soát huyết áp khi mà chúng ta chưa kiểm soát được huyết áp với đơn trị. Tiếp cận thứ nhất đó, là chúng ta tăng cái thuốc đang dùng lên gấp đôi liều đang sử dụng. Cách tiếp cận thứ hai là chúng ta phối hợp thêm một cái thuốc cũng dùng với cái liều chuẩn, tức là cái liều thông thường. Thì người ta ghi nhận là bất kể cái liệu pháp ban đầu là lợi tiểu cho axit, chạng beta, ức chế men chuyển hay chạng kinh canxi á, nếu chúng ta phối hợp một cái thuốc khác nhóm cũng với liều chuẩn thì cái huyết áp tâm thu nó sẽ hạ nhiều hơn gấp 5 lần so với lại chúng ta tăng cái liều thuốc lên gấp đôi. Và người ta cũng ghi nhận như vậy, đây là một nghiên cứu được thực hiện ở vùng Lombardy ở Ý, là khởi trị bằng phối hợp thuốc á, thì nó sẽ giảm nhập viện vì biến cố tim mạch. Trong cái nghiên cứu này đó, thì người ta ghi nhận là nếu chúng ta khởi trị thuốc ngay từ đầu á, bằng phối hợp thuốc á, thì nó giảm tới 26% cái nguy cơ nhập viện vì biến cố tim mạch. Và đặc biệt là nếu chúng ta khởi trị bằng phối hợp hai thuốc ngay từ đầu á,
thì nó sẽ giảm rất là có ý nghĩa những cái biến cố. Ở đây mình phải xét đến là suy tim, tai biến mạch máu não, bệnh tim thiếu máu cục bộ, cũng như là tử vong do mọi nguyên nhân. Và riêng cái tử vong do mọi nguyên nhân ở đây, các đồng nghiệp thấy là cái mức giảm như vậy là tới 20%, một cực kỳ có ý nghĩa thống kê. Gần đây thì trên tờ báo của Hội Tim Châu Âu á, thì người ta có công bố một nghiên cứu đoàn hệ trên những bệnh nhân tăng huyết áp. Và khi theo dõi như vậy đó, thì có hơn 2.200 người nhập viện vì một cái biến cố tim mạch sau một năm theo dõi. Trong nghiên cứu này, người ta so sánh bệnh nhân được khởi trị bằng phối hợp hai thuốc với bệnh nhân được khởi trị bằng phối hợp một thuốc ban đầu. Thì kết quả nghiên cứu đó cho thấy rằng cái việc phối hợp thuốc ngay từ đầu đó, nó giảm rất là rõ những cái biến cố tim mạch nặng nói chung, bệnh tim thiếu máu cục bộ, những cái biến cố mạch máu não, suy tim cũng như là rung nhĩ. Và riêng đối với lại cái biến cố là mọi biến cố tim mạch nặng nói chung á, các đồng nghiệp thấy là cái mức giảm như vậy là tới 56%, nó cực kỳ có ý nghĩa thống kê. Tôi nhắc lại những cái ưu điểm của liệu pháp phối hợp thuốc. Thứ nhất là nó hạ huyết áp mạnh hơn, nhanh chóng đạt được huyết áp mục tiêu hơn, do cái việc là bổ sung các cơ chế kiểm soát huyết áp cũng như là trung hòa những cái cơ chế điều hòa ngược. Thứ hai là nó cải thiện cái độ dung nạp, tức là chúng ta giảm liều các thành phần trong cái phối hợp đó, cũng như là mình sẽ giảm, khi mà giảm liều như vậy đó thì nó sẽ giảm tác dụng ngoại ý, bệnh nhân sẽ dung nạp tốt hơn về dài hạn. Cải thiện cái tuân trị, nếu như chúng ta dùng cái viên 2-1, nó thuận tiện và chúng ta giúp bệnh nhân giảm được cái số viên thuốc uống trong một lần. Và cái hướng dẫn của châu Âu á, thì người ta cũng nhấn mạnh cái xu hướng đó là phối hợp thuốc ngay từ đầu, và người ta cũng khuyến cáo là chúng ta dùng cái viên 2-1 ở bước 1 cũng như là bước 2 trong điều trị tăng huyết áp. Và kể từng thành phần cụ thể đó, thì các đồng nghiệp thấy là trong những cái tình huống như là đái tháo đường, bệnh mạch vành, bệnh thận nạn, rồi suy tim, rồi bệnh bệnh phổi tắc nghẽn nạn, cũng như là bệnh động mạch chi dưới đó, thì những cái phối hợp người ta khuyên ưu tiên dùng bao giờ cũng có một cái thuốc ức chế cái hệ renin-angiotensin cộng với một cái chèn canxi. Và tôi nhắc lại một cái thông tin mà từ nãy giờ chúng ta đã nghe lại nhiều, là khi phối hợp thuốc thì cái tuân trị dài hạn tốt hơn. Trong cái phân tích gộp của tác giả Gupta công bố từ năm 2010 đó, thì người ta ghi nhận là khi phối hợp thuốc như vậy đó, nó sẽ tăng tới 21% cái sự tuân trị của bệnh nhân về dài hạn, và khi chúng ta dùng cái viên 2-1. Đây là một nghiên cứu, người ta so sánh 3 cách tiếp cận. Thứ nhất là đơn trị, thứ hai là phối hợp nhưng mà phối hợp 2 viên rồi, và thứ ba đó là phối hợp với cái viên 2-1 liều cố định. Thì nếu chúng ta thấy cái đơn trị làm cái chuẩn so sánh đó, thì phối hợp viên rồi nó tăng 34%, có ý nghĩa đóng kê cái sự tuân trị dài hạn và cái sự kiểm soát huyết áp. Và nếu như chúng ta dùng cái viên 2-1 đó, thì các đồng nghiệp thấy là nó sẽ giúp tăng tới 53% kiểm soát huyết áp, tức là nó còn tốt hơn cái việc phối hợp 2 viên rồi nữa. Trong cái phần trình bày nói về phối hợp thuốc trong những tình huống đặc biệt đó, thì tôi có nhấn mạnh một cái ý là người ta đều khuyên dùng một cái thuốc ức chế hệ renin-angiotensin. Lý do đó là vì các đồng nghiệp thấy là cái hệ này nó đóng một cái vai trò quan trọng trong tất cả những cái khâu của cái giải bệnh lý tim mạch. Và cho đến nay có hàng loạt nghiên cứu dùng những cái thuốc ức chế men chuyển hay là chèn thụ thể angiotensin để cắt những cái khâu này và tác động lên mọi cái khâu của cái chuỗi bệnh lý tim mạch. Nhắc lại về sinh lý bệnh, thì các đồng nghiệp nhớ là khi chúng ta dùng ức chế men chuyển á, thì nó sẽ ngăn cái sự tổng hợp của angiotensin 2. Còn khi chúng ta dùng cái chèn thụ thể angiotensin thì nó ngăn cái sự tác dụng của angiotensin 2 trên các thụ thể AT1. Qua đó chúng ta sẽ giảm được huyết áp, chúng ta kiểm soát được cái suy tim mới mắc cũng như là nhồi máu cơ tim, và mình cũng kiểm soát được một cái rất là quan trọng, đó là cái suy thận. Và riêng đối với lại cái nhóm chèn thụ thể đó, thì mình cũng biết là ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có hàng loạt nghiên cứu chứng minh là cái nhóm thuốc này nó giảm biến cố thận. ECMA2 IDNT với ECB-sạc-tăng, MAC-VAN với VAN-sạc-tăng và cái RENAN với cái LO-sạc-tăng. Tôi xin nói về cái nghiên cứu MAC-VAN. Đây là một nghiên cứu người ta thực hiện trên những bệnh nhân đái tháo đường type 2 có đạm niệu vi lượng, và người ta mới phân ngẫu nhiên bệnh nhân cho dùng amlodipine hay VAN-sạc-tăng, thì kết quả cho thấy rằng VAN-sạc-tăng nó giảm tới 44%, nhiều hơn có ý nghĩa thống kê cái bài xuất albumin trong nước tiểu so với lại amlodipine. Và một cái điểm mình cũng lưu ý như vậy là cái tác dụng giảm đạm niệu của VAN-sạc-tăng thì nó tùy thuộc vào liều dùng. Mình dùng liều càng cao
thì cái mức huyết áp nó có thể không giảm nhiều hơn, nhưng mà nó sẽ giảm đậm niệu càng nhiều. Và khi phối hợp thuốc thì như thế nào? Đây là một nghiên cứu người ta phối hợp cái liều cố định amlodipine với valsartan, thì người ta thấy rằng phối hợp như vậy đó thì nó sẽ giúp kiểm soát huyết áp, tức là đưa xuống dưới 140/90 hơn 90% bệnh nhân. Một cái nghiên cứu quan sát là ALERT, nó cho thấy rằng khi chúng ta dùng thuốc này đó thì nó sẽ đưa con số huyết áp từ ban đầu là 160/95 xuống sau một tuần là 145/88, 4 tuần là 135/83 và 8 tuần là 141/81, một cái mức giảm rất là ấn tượng. Và song song đó thì các đồng nghiệp thấy là cái mức kiểm soát được huyết áp đó, nó tăng từ 48.6% ở tuần thứ nhất lên đến 92.7% sau 8 tuần. Nghiên cứu EXFAST thì nó cho thấy rằng bất kể bệnh nhân được khởi trị bằng thuốc gì trước đó, chèn beta, chèn canxi, ức chế men chuyển, chèn thụ thể angiotensin hay lợi tiểu, khi chúng ta chuyển qua xài cái phối hợp amlodipine valsartan thì nó đều hạ huyết áp nhiều hơn, có ý nghĩa thống kê. Và cái điều này cũng xảy ra ở mọi cái phân nhóm, tức là người cao tuổi, người béo phì, người có đái tháo đường hay là cái người có tăng huyết áp tâm thu đơn độc. Như vậy thì để kết luận bài báo cáo, tôi xin nhấn mạnh một số ý như vậy, là cái tần suất lưu hành tăng huyết áp đang tăng ở Việt Nam và trên toàn cầu. Tăng huyết áp khởi phát sớm thì nó sẽ tăng nguy cơ tử vong và biến cố tim mạch. Mình nhớ một điều như vậy là càng chậm trễ trong việc kiểm soát huyết áp thì nguy cơ tử vong càng cao. Cái việc phối hợp thuốc sớm ngay từ đầu nó sẽ giúp kiểm soát huyết áp nhanh chóng. Và trong thực hành đó, thì mình nên ưu tiên viên phối hợp 2:1 để tăng cái tuân trị về dài hạn. Riêng cái phối hợp valsartan amlodipine thì nó kiểm soát huyết áp hữu hiệu và nhanh chóng ở nhiều đối tượng bệnh nhân khác nhau, đồng thời nó bảo vệ thận ở người đái tháo đường tiếp 2, tăng huyết áp và có cái bất thường của bài xuất albumin trong nước tiểu. Cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp. Trong khi chờ đợi câu hỏi thì tôi cũng muốn xin hỏi bác sĩ Trí một chút xíu. Thông thường thì chúng ta gọi là chắc chắn là chúng ta không nên trì hoãn rồi. Với những cái chứng cứ khoa học mà chúng lại thì không nên trì hoãn trong điều trị tăng huyết áp, và đặc biệt mà nếu mà tăng huyết áp này gọi là tăng huyết áp mà nặng trầm trọng đó, chỉ số càng cao lên thì chúng ta phải cần phải nhanh chóng để mà chúng ta tiến hành chúng ta điều trị, đặc biệt là điều trị bằng thuốc. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là thông thường là mình khảo sát để xem là những cái nguyên nhân nào, những cái yếu tố nào mà khiến cho người bệnh người ta trì hoãn trong cái việc mà người ta phải điều trị tăng huyết áp. Cảm ơn câu hỏi của giáo sư Bình. Thì thật ra cái trì hoãn là do bác sĩ của mình, cái lỗi của bác sĩ mình truyền nhiều hơn, chứ còn mình cũng không thể nào trách bệnh nhân. Trì hoãn là do cái đánh giá của người bác sĩ có thể là không có đúng. Và cũng một cái vấn đề như vậy là trong cái tăng huyết áp độ 1 á, thì người ta có nói là chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ của người bệnh. Nguy cơ thấp trung bình thì mình có thể trì hoãn được, tức là mình có thể cho điều trị bằng thay đổi lối sống khoảng 3-6 tháng. Nhưng mà nếu như nguy cơ cao, rất cao thì chúng ta bắt buộc phải dùng thuốc ngay. Do đó tôi nghĩ rằng cái đánh giá của người thầy thuốc chúng ta khi tiếp nhận khám một cái bệnh nhân tăng huyết áp thì rất quan trọng. Bên cạnh cái việc đo con số huyết áp thì chúng ta cũng phải xem những cái yếu tố nguy cơ khác kèm theo để xếp cái người bệnh đó vào cái nhóm nguy cơ nào để chúng ta có cái sự trí thích hợp. Chúng ta cũng còn thời gian để chúng ta trả lời những câu hỏi khác. Xin mời thầy Trí nói về cái polypill trong cái câu số 1 của bạn xem, đó là Nguyễn Thụy Ngọc Trâm. Xin mời bác sĩ Trí. Câu đồng nghiệp hỏi về cái viên polypill này có tăng tác dụng phụ hay không, hơn không, và điều chỉnh liều như thế nào. Thì thứ nhất tôi xin trả lời cái câu thứ hai trước, tức là chúng ta điều chỉnh liều như thế nào. Thì do cái thời lượng của bài báo cáo nó không có nhiều cho nên tôi không có nói rõ về cái viên polypill mà chúng ta sẽ có trong tương lai gần. Thì cái viên polypill này nó sẽ có tới 4 hàm lượng của cái 3 thành phần, và do nó tới 4 hàm lượng như vậy đó thì nó rất là flexible trong cái việc chúng ta chỉnh liều. Tức là như tôi nói khi nãy, bệnh nhân tăng huyết áp mức độ ít thì chúng ta dùng cái hàm lượng của amlodipine perandoprine ít, thấp hơn 5 năm. Cao, huyết áp cao nhiều thì chúng ta dùng cái hàm lượng 10-10 chẳng hạn. Và cái hàm lượng của các atorvastatin trong cái viên nó cũng thay đổi từ 10-40, tức là chúng ta có thể dùng trong phòng ngừa tiên phát lẫn phòng ngừa thứ phát. Như vậy thì cách chỉnh liều nó rất là dễ. Còn nó có tăng tác dụng phụ hay không thì
phải khẳng định một điều như vậy là tất cả các thuốc tim mạch thì ít nhiều nó đều có tác dụng phụ. Cái viên polypill thì nó cũng là cái phối hợp của những cái thuốc tăng điều trị tăng huyết áp hay là điều trị rối loạn tiết máu, thì chắc chắn nó có một cái tỷ lệ nào đó. Nhưng những cái nghiên cứu mà người ta so sánh cái viên polypill này với cái phối hợp riêng lẻ đó, thì người ta thấy rằng cái tác dụng phụ của nó thì nó không có khác biệt gì. Ở Việt Nam thì như tôi nói khi nãy là cũng đã có một cái nghiên cứu, người ta làm một loạt mấy cái bệnh viện ở Việt Nam, ở phía Nam thì tôi biết là có bệnh viện Nhân Nghiên Gia Định có tham gia, thì các đồng nghiệp ở đó cũng có báo cáo trên cái tờ tim mạch học, và cái thông tin này cho biết rằng cái tác dụng phụ của nó thì nó không có khác gì so với lại cái những cái phối hợp biên rời. Cảm ơn thầy chị. Có một cái câu hỏi dành cho tôi là bạn hỏi là trên bệnh nhân ACS có hội chứng vành cấp đó, có ưu tiên ức chế men chuyển hay là chèn thụ thể, chúng ta dùng dễ chèn thụ thể. Có nghiên cứu nào đối đầu giữa hai loại thuốc này không ạ? Thì tôi xin thưa rằng là với những khuyến cáo hiện nay thì chúng ta trên bệnh nhân mà hội chứng vành cấp thì chúng ta khuyến cáo rõ ràng nhất là chúng ta sử dụng ức chế men chuyển. Khi chúng ta không sử dụng được ức chế men chuyển vì những tác dụng phụ hay không có vân vân, thì chúng ta có thể thay thế được đó bằng cái chèn thụ thể, và cái khuyến cáo của nó là mức độ 1, chúng ta có thể sử dụng như vậy. Về cái ý thứ hai trong nghiên cứu, trong cái câu hỏi này là có cái nghiên cứu nào đối đầu hay không, thì tôi thấy là cũng có hai cái nghiên cứu mà đối đầu, đó là nghiên cứu Valiant. Trong đó thì người ta sử dụng Valsartan đối đầu với Captopril, là một cái loại thuốc ức chế men chuyển mà cũng như là khá lâu rồi đó. Thì thấy rằng cái công trình nghiên cứu này thì thấy rằng hai loại thuốc lại tương đồng với nhau. Đây là một nghiên cứu cũng không phải là lớn lắm. Một công trình nghiên cứu khác đó là công trình nghiên cứu Optimal. Thì trong công trình nghiên cứu này thì người ta đối đầu giữa Losartan và Captopril. Thì người ta thấy rằng là có vẻ Captopril nó khá hơn Losartan chút xíu. Như vậy đứng về cái phía nghiên cứu vậy thì chỉ có một mình công trình của Valiant là cho thấy là Valsartan nó tác động ngang ngửa với Captopril trong cái điều trị một bệnh nhân hội chứng vành cấp. Ở những cái bệnh nhân mà gọi là có yếu tố nguy cơ tim mạch cao thôi, đó là trong công trình nghiên cứu OnTarget đó, thì người ta thấy rằng là chứng minh là Tenmisartan thì nó có tác dụng tương đương với Ramipril trong cái điều trị ở những bệnh nhân mà có nguy cơ cao, kể cả bệnh nhân tăng huyết áp mà có nguy cơ cao thôi. Thì đó là những công trình nghiên cứu có tính cách đối đầu giữa hai nhóm thuốc ức chế men chuyển cũng như là chèn thụ thể. Gần đây năm 2019 thì có một cái công trình nghiên cứu. Công trình nghiên cứu này không phải là ngẫu nhiên mù đôi rồi ra để mà đối đầu. Thì người ta thấy rằng là so sánh cái nhóm tất cả những cái người mà được sử dụng ức chế men chuyển, những người bị sao nhồi máu cơ tim, 40 mấy ngàn người đó, thì trong đó ta thấy là có người, có nhóm chia là hai nhóm, một nhóm sử dụng ức chế men chuyển và nhóm kia sử dụng chèn thụ thể. Thì cuối cùng ta thấy rằng là giữa hai cái nhóm này đó thì thấy rằng cái kết quả mà về lâu về dài, tử vong cũng như là phát triển suy tim vân vân thì nó là như nhau. Vậy đó là một cách gián tiếp thôi, và theo gọi nghĩa là thế giới thực thôi để mà chúng ta phân biệt như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là việc nghiên cứu đối đầu cũng có rồi và so sánh sau đó thì cũng có, nhưng mà vấn đề chứng cứ về mặt ức chế men chuyển thì nó nhiều hơn. Ở trong khuyến cáo thì chúng ta thấy là nó vẫn trội hơn. Cũng có một cái khuynh hướng nữa là người ta thấy là lúc này có vẻ là overuse, nhiều xài cái chèn thụ thể nhiều hơn trong cái bệnh cảnh mà sao nhồi máu cơ tim cấp, có một cái khuynh hướng như vậy. Xin cung cấp thêm thông tin với các bạn. Thầy đấy tiếp tục chương trình chúng tôi kính mời tiến sĩ bác sĩ Hoàng Văn Sĩ báo cáo bài thất bại trong điều trị tăng huyết áp, vì sao và giải pháp khắc phục. Dạ, kính thưa giáo sư Trương Quang Bình, phó giáo sư Huỳnh Quang Chí và thạc sĩ Vân, cùng tất cả quý đồng nghiệp đang theo dõi trực tiếp buổi hội thảo chiều hôm nay. Cái chủ đề tôi thì hôm nay cũng xin thảo luận với các bạn về một số cái cạnh liên quan đến vấn đề thất bại trong điều trị tăng huyết áp, một bệnh lý mà thấy là rất phổ biến như phó giáo sư Huỳnh Quang Chí vừa trình bày vừa rồi, và một số những cái biện pháp để chúng ta có thể khắc phục những cái thất bại đó. Chắc có lẽ chúng ta đều đồng thuận từ những cái chứng cứ qua các cái công trình nghiên cứu về lợi ích của việc kiểm soát huyết áp, chúng ta thấy một phân tích gộp từ 123 công trình nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng cũng đã cho thấy, chúng ta thấy việc chúng ta kiểm soát huyết áp tốt, chúng ta cải thiện được hay giảm được các cái biến cố tim mạch chính, trong đó chúng ta thấy có bệnh động mạch vành, có đột quỵ, có suy tim, chúng ta thấy rằng là có tử vong do mọi nguyên nhân.
Lợi ích là vậy, và chúng ta cũng có rất nhiều những cái khuyến cáo trong thực hành lâm sàng. Chúng ta thấy từ khuyến cáo của châu Âu, khuyến cáo của Mỹ, khuyến cáo của Canada, của Anh Quốc, ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng có các cái khuyến cáo, và đặc biệt Việt Nam của chúng ta cũng liên tục cập nhật các khuyến cáo về điều trị huyết áp. Nhưng chúng ta thấy rằng là cái kết quả hay nó cách khác, cái việc kiểm soát cái huyết áp đạt theo cái mục tiêu điều trị vẫn chưa được là cao. Ví dụ chúng ta thấy tại Mỹ, họ thống kê về cái thực trạng kiểm soát huyết áp. Chúng ta thấy ở đây cái tỷ lệ mà kiểm soát huyết áp được chỉ có 24% trong tổng số những trường hợp họ khảo sát. Nghĩa là lấy cái giới hạn thì cái khuyến cáo mới là dưới 130/80 mmHg. Còn tại Việt Nam chúng ta thì sao? Thì tại Việt Nam chúng ta thấy cái tỷ lệ mà kiểm soát được huyết áp theo cái khuyến cáo của châu Âu cũng như của Mỹ, tức là huyết áp mục tiêu dưới 140/90 mmHg cũng chỉ khoảng 31% mà thôi. Thế như vậy, đâu là những lý do mà đưa tới việc kiểm soát huyết áp không được cao như vậy? Thì có rất nhiều lý do. Ở đây chúng ta thấy có thể liên quan tới bệnh nhân, tức là bệnh nhân chúng ta chưa tuân thủ điều trị. Cái thứ hai có thể liên quan đến vấn đề chúng ta lựa chọn thuốc, là liên quan tới một phần chúng ta thấy là thầy thuốc, dược lâm sàng, liên quan đến hiệu quả tác dụng ngoại ý cũng như là giá thành của thuốc. Và phần thứ ba có lẽ là liên quan tới bác sĩ trong vấn đề chẩn đoán, vấn đề điều trị. Làm sao chúng ta thấy chọn lựa một cái chế độ điều trị huyết áp cho hiệu quả nhất đối với bệnh nhân của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy vấn đề tuân trị là một vấn đề chúng ta thấy quan trọng trong vấn đề kiểm soát tăng huyết áp. Cái phân tích từ nghiên cứu OnTarget cho thấy, chúng ta thấy nếu những bệnh nhân mà không tuân thủ điều trị là cái đường màu đỏ chúng ta thấy, thì tỷ lệ bị các cái biến cố tim mạch cao hơn một cách đáng kể so với cái nhóm bệnh nhân có tuân thủ điều trị. Trong đó tử vong tim mạch cũng cao hơn trong cái nhóm bệnh nhân không tuân thủ điều trị. Và cũng một cái phân tích khác cho thấy rằng những cái bệnh nhân không tuân thủ điều trị thì cái tỷ lệ bệnh nhân có huyết áp không được kiểm soát, chúng ta thấy ở đây không được kiểm soát được mục tiêu thì cao hơn rất nhiều, gần hơn 80% chúng ta thấy không được kiểm soát huyết áp. Thì dĩ nhiên chúng ta ai cũng hiểu rằng thuốc nó chỉ hoạt động, chỉ có tác động khi mà bệnh nhân uống vào. Nếu như bệnh nhân không tuân thủ điều trị, bệnh nhân không uống thuốc thì đương nhiên chúng ta thấy rằng là chúng ta không kiểm soát được huyết áp. Và chúng ta thấy rằng là tùy theo cái mức độ tuân thủ điều trị khác nhau mà cái hiệu chúng ta thấy giảm các cái biến cố tim mạch cũng khác nhau. Chúng ta thấy nếu như chúng ta thấy lấy cái BFC, tức là cái thời gian mà bệnh nhân có uống thuốc trong cái giai đoạn bệnh nhân được theo dõi, thấp làm chuẩn, chúng ta thấy dưới 40%, thì nếu như bệnh nhân tuân thủ điều trị cao hơn, chúng ta thấy là BFC ở đây trên 80 thì giảm được các cái biến cố tim mạch có ý nghĩa thống kê. Trong khi đó ở mức độ trung bình thì sự khác biệt không có cái thống kê so với mức độ tuân thủ tuân chủ điều trị thấp hơn. Một cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề chúng ta lựa chọn thuốc cho hợp lý, thì có rất nhiều những cái khía cạnh ảnh hưởng tới vấn đề làm sao chúng ta lựa chọn thuốc cho hợp lý, từ vấn đề số lượng viên thuốc, từ vấn đề phối hợp thuốc, vấn đề tính an toàn, tính dung nạp, hiệu quả của thuốc, và cuối cùng chúng ta thấy giá cả thuốc cũng là một vấn đề rất nhỏ tới vấn đề tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái điều mà bệnh nhân ngưng thuốc điều trị khi chúng ta theo dõi điều trị tăng huyết áp chính là tác dụng phụ của thuốc. Thì các cái công trình nghiên cứu ở đây cho thấy rằng là thuốc lợi tiểu nhóm thiazid chế cân canxi là hai nhóm thuốc chúng ta thấy rằng là bệnh nhân ngưng nhiều nhất do tác dụng phụ. Trong khi đó ức chế men chuyển ở mức độ ít hơn, và chẹn chủ thể angiotensin thì chúng ta thấy rằng là ít bị ngưng, hầu như không bị ngưng bởi vì tác dụng phụ của thuốc. Như vậy việc lựa chọn thuốc cũng sẽ ảnh hưởng tới vấn đề gì, vấn đề tuân trị của thuốc. Cái thứ hai, ngay cả trong cái nhóm ức chế bốn cái nhóm thuốc như vậy thì chúng ta thấy đây cũng là một cái phân tích cho thấy rằng là cái nhóm ức chế men chuyển và ức chế thủ thể angiotensin vẫn là cái nhóm chúng ta thấy rằng là có tuân thủ điều trị lâu dài nhất trong cái điều trị tăng huyết áp. Và chúng ta thấy ngay cả trong cái nhóm ức chế thủ thể không phải thuốc nào chúng ta thấy cũng đạt được cái vấn đề kiểm soát huyết áp kéo dài. Chúng ta thấy cùng là lô sạc tăng, cùng là van sạc tăng, hay là temi sạc tăng, hay là amlodipine, hoặc là chúng ta thấy là temi sạc 80, thì chúng ta thấy amlodipine và temi sạc tăng vẫn là hai cái thuốc chúng ta thấy có tác dụng kéo dài, và chúng ta thấy là vấn đề kiểm soát huyết áp tâm thu và tâm trường tốt hơn so với các nhóm thuốc còn lại. Khía cạnh thứ ba trong vấn đề lựa chọn thuốc chính là vấn đề số lượng viên thuốc. Vừa rồi chúng ta cũng nghe thầy Chí báo cáo về cái lợi ích của vấn đề sử dụng viên phối hợp, thì chúng ta thấy rằng nếu bệnh nhân uống còn nhiều thuốc để điều trị tăng huyết áp, đặc biệt là càng nhiều thuốc càng nhiều số lượng viên thuốc trong một cái bệnh cảnh gặp nhiều bệnh lý,
thì chúng ta thấy cái sự phân trị nó sẽ giảm đi. Và đây kết quả cũng đã cho thấy, chúng ta thấy hôm kia bệnh nhân uống số lượng viên càng tăng thì cái sự phân trị nó càng giảm. Và đương nhiên như tôi nói ở trên, cái sự phân trị giảm thì chúng ta thấy cái tỷ lệ chúng ta đạt được yêu đạt được theo yêu cầu. Hơn nữa, việc chúng ta sử dụng một viên phối hợp, chúng ta thấy đứng về một cái cạnh kinh tế thì chúng ta thấy là so với một cái viên chúng ta phối hợp nhiều viên thì cái chi phí chúng ta phải trả ra nó lại cao hơn so với việc chúng ta sử dụng một viên phối hợp 2-1, 3-1. À, đương nhiên chúng ta thấy nếu chúng ta so sánh giữa cái hàng Brenam với cái hàng Zedit thì chúng ta thấy rằng đương nhiên cái giá nó có thể ngược lại khi chúng ta phối hợp hoặc là viên rời hai viên với nhau. À, một phần thứ ba chúng ta thấy rằng đó là phần liên quan đến bác sĩ điều trị. Thực ra chúng ta thấy rằng chúng ta hay nói về cái sự tuân thủ điều trị về phía bệnh nhân, nhưng ngay cả cái sự tuân trị hay tuân thủ kê toa của bác sĩ điều trị cũng là một cái mà chúng ta cần bàn. Thì đây là một cái khảo sát tại Tây Ban Nha. Người ta nhận thấy rằng là 87 bác sĩ tại Tây Ban Nha khi mà họ đứng trước một cái trở ngại, tức là vấn đề huyết áp chưa được kiểm soát, thì hầu như 87% bác sĩ này họ chẳng làm gì cả, và họ bắt bệnh nhân chờ cho cái đợt thăm tái khám lại thì họ mới có thái độ hay là có những hành động họ xử lý. Thì chúng ta thấy thể hiện cái sự trì trệ của bác sĩ. Ngay cả trong cái công trình nghiên cứu HIRA, trong công trình nghiên cứu này chúng ta thấy là cũng 70%, chúng ta thấy là những trường hợp bác sĩ mặc dù huyết áp không được kiểm soát hay chưa đạt được mục tiêu, cũng chưa đưa ra một cái quyết định để thay đổi cái chiến lược điều trị cho bệnh nhân. Đó cũng là một trong những cái nguyên nhân có thể đưa đến việc kiểm soát huyết áp chưa tốt. Và cuối cùng đó là vấn đề chúng ta thấy liên quan đến thuốc, đó là vấn đề phối hợp thuốc sao cho phù hợp. Chúng ta biết tăng huyết áp có sinh lý bệnh rất phức tạp, phối hợp nhiều cơ chế khác nhau, trong đó có hệ thần kinh giao cảm, hệ renin, angiotensin, aldosterone, cũng như là chúng ta thấy lượng muối trong cơ thể. Và mỗi bệnh nhân có thể có nổi trội ở trên một cái cơ chế này. Như vậy, việc chúng ta phối hợp thuốc, chúng ta thấy rằng là về một cơ chế là phù hợp, chúng ta thấy, để kiểm soát huyết áp cho tốt hơn. Và thực sự khi chúng ta phối hợp thuốc, chúng ta thấy chúng ta có thể tác động bù trừ những tác dụng bất lợi của nhóm thuốc này so với nhóm thuốc khác. Thí dụ khi chúng ta sử dụng lợi tiểu hoặc là ức chế cân canxi, chúng ta đưa đến tác dụng lợi niệu, đưa đến tác dụng giãn mạch, từ đó sẽ kích hoạt hệ RAS, và đương nhiên khi kích hoạt hệ RAS sẽ làm tăng co mạch, tăng huyết áp. Vậy việc chúng ta phối hợp giữa thuốc hệ RAS với là lợi tiểu hoặc hệ RAS với là ức chế cân canxi thì chúng ta sẽ đạt ngược lại những tác dụng bù trừ như vậy, và chúng ta kiểm soát huyết áp được tốt hơn. Đó chính là cái cơ sở mà tại sao ngày nay chúng ta thấy ba cái cực của tam giác thì chúng ta xét phối hợp, đó là nhóm ức chế men truyền hoặc ức chế thụ thể phối hợp với ức chế canxi, hoặc chúng ta thấy phối hợp với lợi tiểu là những cái nhóm mà ta được khuyến cáo điều trị. Và quả thực khi so sánh giữa việc chúng ta tăng gấp đôi cái liều thuốc so với việc chúng ta phối hợp thêm một cái thuốc thứ hai thì việc chúng ta kiểm soát huyết áp được tốt hơn. Cái slide này chúng ta cũng vừa nghe Phó giáo sư Văn Chí phân tích rất chi tiết về cái lợi ích khi chúng ta phối hợp thuốc hơn là chúng ta tăng thuốc. Trong thực tế thì sao? Thì qua các cái công trình nghiên cứu chúng ta thấy hầu hết chúng ta thấy được chúng ta thấy cái huyết áp mục tiêu thì chúng ta phải phối hợp ít nhất là hai thuốc. Và trong đây chúng ta thấy rằng là qua 14 công trình nghiên cứu tới 43% chúng ta thấy là bệnh nhân sử dụng nhiều thuốc để chúng ta kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân. Và trong cái khuyến cáo của châu Âu cũng như là của hội tim mạch Việt Nam thì chúng ta thấy được khuyến cáo là chúng ta phối hợp thuốc sớm ngay từ đầu ức chế men truyền hoặc ức chế thụ thể phối hợp với ức chế canxi hoặc là lợi tiểu, chúng ta thấy. Và khuyến cáo chúng ta nên sử dụng viên 2-1, tức là viên phối hợp với liều cố định, ngoại trừ những trường hợp chúng ta có thể sử dụng đơn trị liệu như bệnh nhân tăng huyết áp độ 1 mà nguy cơ thấp, hoặc bệnh nhân rất già trên 80 tuổi, hoặc là bệnh nhân có hội chứng lão hóa, suy mòn, chúng ta thấy rất nhiều bệnh lý phối hợp. Và khi chúng ta không được phối hợp mục tiêu thì khi đó chúng ta phối hợp thêm một cái thuốc thứ ba. Và cứ như thế chúng ta thấy rằng là khuyến cáo phối hợp thuốc sớm ngay từ đầu cho những bệnh nhân tăng huyết áp mà chúng ta điều trị. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là khuyến cáo là như vậy, nhưng chúng ta thấy rằng không phải trường hợp nào chúng ta cũng có thể đạt được một huyết áp theo như mong muốn. Mặc dù chúng ta cũng phối hợp thuốc thì chúng ta thấy rằng là việc liệu chúng ta huyết áp chúng ta không kiểm soát như vậy chúng ta có thể điều chỉnh được hay không. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong cái nhóm bệnh nhân không kiểm soát huyết áp được chiếm khoảng 50% cái thống kê tại Mỹ, thì thực sự ra một cái tăng huyết áp kháng trị ở đây chỉ chiếm khoảng từ 12-15% mà thôi. Và ngay cả trong cái tăng huyết áp mà chúng ta gọi là kháng trị thì chúng ta thấy rằng là cũng có một, chúng ta thấy rằng là chỉ khoảng 1/3 là tăng huyết áp kháng trị thực sự, còn chúng ta thấy 1/3 là chúng ta có thể kiểm soát được với ít nhất 4 thuốc, và 1/1 còn lại chúng ta thấy có thể giảm tăng huyết áp kháng trị cho những bệnh nhân như vậy. Như vậy
chúng ta thấy nó có những cái phác đồ, những chiến lược để chúng ta có thể chẩn đoán đây là một cái tăng huyết áp kháng trị thực sự. Sau khi chúng ta loại trừ một cái tăng huyết áp áo choàng trắng, chúng ta tối ưu hóa điều trị, chúng ta thấy bằng thuốc và chúng ta thấy rằng là đánh giá cái sự tuân thủ của bệnh nhân để chúng ta khẳng định đây là một cái tăng huyết áp kháng trị. Và sau khi chúng ta khẳng định đây là một cái tăng huyết áp kháng trị rồi thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ phải đi tới một cái đoán cái nguyên nhân tăng huyết áp kháng trị. Thì đây một cái slide cũng rất là hay. Chúng ta thấy chúng ta chẩn đoán một bệnh nhân, chúng ta thấy là tăng huyết áp kháng trị tại phòng khám. Thì trong huyết áp tăng kháng trị tại phòng khám, khi chúng ta sử dụng các cái biện pháp trong đó là đo huyết áp lưu động tại nhà, thì tới 1/3 trường hợp bệnh nhân là có hội chứng áo choàng trắng và 2/3 bệnh nhân mới tăng huyết áp kháng trị thực sự. Như vậy chúng ta thấy các phương tiện hỗ trợ thêm để chúng ta chẩn đoán xác định tăng huyết áp kháng trị là cần thiết đứng trước của bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị. Thì đây là chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đã khẳng định tăng huyết áp kháng trị thì chúng ta cần tìm nguyên nhân thứ phát đưa đến tăng huyết áp. Nếu như chúng ta đã loại trừ được, chúng ta thấy rằng là nguyên nhân thứ phát, chúng ta thấy đây là những cái thuốc và những cái chất nào có thể đưa đến tăng huyết áp, thì chúng ta bắt đầu nói lại cái vấn đề tuân thủ điều trị, vấn đề thay đổi lối sống, cũng như chúng ta thấy là chúng ta phối hợp thuốc. Ở đây có spironolactone, cardioid, bài tiểu, là chạy beta, chúng ta thấy để chúng ta kiểm soát huyết áp. Và nếu như không kiểm soát huyết áp được nữa thì thường chúng ta thấy rằng là chúng ta cần gặp những chuyên gia chuyên sâu về vấn đề tăng huyết áp cho bệnh nhân. Và trong cái khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam cũng đưa ra một cái chiến lược rất rõ tiếp cận trên một bệnh nhân mà tăng huyết áp kháng trị thực sự. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng là nếu bệnh nhân tăng huyết áp tâm thu trên 20 so với mục tiêu, chúng ta thấy cũng nên phối hợp thuốc. Như chúng tôi nói ở trên, cái nguyên tắc phối hợp thuốc và chúng ta kiểm tra lại sau khoảng 4 tuần nếu huyết áp vẫn không đạt được mục tiêu và cái liều thuốc chúng ta đã dùng liều bệnh nhân dung nạp được, thì chúng ta thấy chúng ta nên đo huyết áp lưu động 24 giờ hoặc huyết áp tại nhà để chúng ta loại trừ. Chúng ta thấy rằng là tăng huyết áp mà áo choàng trắng hoặc là những con huyết áp thứ phát, và sau đó chúng ta thấy rằng là chúng ta tùy thuộc vào cái kết quả đó, chúng ta sẽ có những cái sử dụng thuốc phối hợp hoặc có những cái biện pháp để chúng ta điều trị. Nếu không, chúng ta thấy một tháng sau huyết áp vẫn không đạt được yêu cầu thì chúng ta cần hội chẩn chuyên gia về vấn đề tăng huyết áp để có những cái chiến lược điều trị đặc biệt. Và một trong những cái biện pháp ngoài vấn đề sử dụng thuốc đó là vấn đề chúng ta đốt hạch rau cảm ở những cái động ngoài các chương trình nghiên cứu CPCT HTN2. Và thực sự ra chúng ta thấy trong cái công trình nghiên cứu này kết quả thì chúng ta thấy cho thấy rằng là mặc dù so với huyết áp trước đó thì khi chúng ta đốt hạch rau cảm ở quanh động thận thì huyết áp chúng ta thấy so với trường hợp trước đốt thì chúng ta thấy rằng là có giảm hơn, chúng ta thấy có giảm hơn. Và chúng ta thấy rằng trong cái nhóm xanh là cái nhóm chúng ta thực hiện thuốc giả ở đây, huyết áp nó cũng giảm hơn. Như so sánh giữa cái nhóm chúng ta có đốt và cái nhóm chúng ta không đốt thì chúng ta thấy sự cải thiện huyết áp không có sự khác biệt có nghĩa trên phương diện, trên phương diện thống kê ở đây. Chính vì thế chúng ta thấy rằng là cái tăng huyết áp kháng trị, cái vai trò của đốt hạch rau cảm cùng cái động mạch thận chúng ta thấy vẫn còn được tiếp tục nghiên cứu và còn bàn cãi. Và những công trình gần đây cũng cho thấy rằng cái lợi ích chúng ta thấy của cái biện pháp này chúng ta thấy cũng không hơn gì trong cái việc chúng ta kiểm soát huyết áp bằng thuốc. Chúng ta thấy khi chúng ta kiểm soát huyết áp bằng thuốc, những cái biện pháp thích hợp thì chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn đạt được một cái huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương chúng ta thấy rằng là tốt hơn so với cái biện pháp giao cảm cho bệnh nhân chúng ta như vậy. Như vậy tóm lại chúng ta thấy rằng là thất bại trong điều trị tăng huyết áp thì có rất nhiều lý do có thể liên quan đến bệnh nhân chưa tuân thủ điều trị. Chưa tuân thủ điều trị ở đây thì chúng ta có thể khắc phục bằng cách nào? Chúng ta đương nhiên giáo dục bệnh nhân, trao đổi với bệnh nhân, và chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể sử dụng cái viên thuốc phối hợp để tăng sự tuân trị cho bệnh nhân. Về vấn đề hiệu quả tác dụng ngoại ý của thuốc hoặc giảm thành của thuốc cao thì đương nhiên chúng ta vẫn ưu tiên sử dụng cái viên phối hợp 2:1 hoặc 3:1, và chúng ta thấy viên liều cố định như vậy. Và để tác dụng phụ có lẽ chúng ta thấy rằng là ức chế thụ thể angiotensin chúng ta thấy vẫn là một trong những thuốc ít tác dụng phụ qua các công trình nghiên cứu. Về phía bác sĩ chúng ta thấy rằng là sự trì trệ của bác sĩ thì chúng ta thấy rằng hoặc cái sự phối hợp thuốc chưa hiệu quả hay là cái kiến thức về vấn đề chẩn đoán và điều trị kháng trị để tăng cường cái thay đổi cái này, có lẽ chúng ta thấy rằng là một trong những cái biện pháp là chúng ta liên nhặt các cái kiến thức tổ chức cái tất cả liên tục. Và chúng ta thấy đương nhiên là chúng ta thấy lấy bệnh nhân là trung tâm để bác sĩ có thể thay đổi cá thể hóa điều trị tùy theo bệnh nhân. Và chúng ta thấy việc lựa chọn thuốc cũng là phù hợp theo khuyến cáo với cái liều tối đa. Và nếu như chúng ta thấy rằng là tăng huyết áp kháng trị mà chúng ta vẫn chưa kiểm soát được thì chúng ta nên ý kiến của chuyên gia. Đó là một vài những cái lý do và hướng giải quyết mà tôi xin tóm tắt lại. Để tóm tắt cho cái bài này thì chúng ta thấy rằng tăng huyết áp là một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Chúng ta
thấy rằng tỷ lệ 47,3% ở Việt Nam vào năm 2015 như Phó giáo sư Hồ Huỳnh Quang Trí đã trình bày là một số rất là ấn tượng đối với cái tình trạng huyết áp tại Việt Nam. Thì bệnh dễ chẩn đoán, chúng ta thấy tăng huyết áp gần như là bệnh tim mạch duy nhất mà chúng ta không có chẩn đoán phân biệt. Chúng ta thấy rất dễ chẩn đoán bằng cái biện pháp là đo huyết áp. Hiệu quả đã được chứng minh qua các công trình nghiên cứu. Tuy nhiên, tỷ lệ kiểm soát huyết áp còn rất thấp. Như vậy, để tăng cái tỷ lệ kiểm soát huyết tốt thì chúng ta thấy cần cái sự phối hợp giữa bệnh nhân và bác sĩ. Tuy nhiên, hệ thống ta thấy là y tế và cuộc. Về bệnh nhân thì chúng ta tăng cường giáo dục, và về thầy thuốc thì chúng ta cần phải có tăng cường cái kiến thức cập nhật liên tục, đánh giá đúng nguy cơ và chọn lựa điều trị thuốc hiệu quả như khuyến cáo. Đó là một vài thông tin trao đổi với quý đồng nghiệp. Phần trình bày của tôi tới đây là hết. Xin chào quý đồng nghiệp. Cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Hoàng Văn Sĩ đã cho chúng ta những thông tin rất là hữu ích về cái việc xử lý tăng huyết áp kháng trị. Trong khi chờ đợi có những cái câu hỏi từ phía cử tọa thì tôi cũng xin hỏi thầy sĩ là chủ nhiệm bộ môn nội Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì như vậy tôi cũng muốn hỏi thầy sĩ là những cái thông tin về cái biện pháp khắc phục cái thất bại trong điều trị tăng huyết áp, những cái xử trí tăng huyết áp kháng trị mình đã có đưa vào cái chương trình giảng dạy đại học cũng như là sau đại học chưa? Xin cảm ơn thầy Huỳnh Quang Trí. Thì bộ môn nội coi như là đang trong cái giai đoạn coi như là xây dựng các cái giáo trình đại học cho năm 3, năm 4 và năm 6. Thì đối với chương trình đại học thì tăng huyết áp thì chúng ta cũng mới ngừng lại trong những cái chẩn đoán và điều trị cơ bản thôi. Và sau đại học chúng ta mới đi sâu vào sản học, thì đang trong cái tiến trình là thay đổi cái chương trình đào tạo. Và chắc chắn là khi mà thay đổi như vậy thì cái phần tiếp theo sẽ là những cái phần chuyên sâu trong vấn đề tăng huyết áp, trong đó có tăng huyết áp kháng trị. Thì có một câu hỏi liên quan đến cái bài báo cáo của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Vân sẽ truyền vào lát nữa nha. Nhưng mà thạc sĩ Vân có thể trả lời trước câu hỏi này cũng được. Dạ, đây có một câu hỏi là có trường hợp là bệnh nhân thỉnh thoảng bị tăng huyết áp khi bị cảm. Lúc khác thì huyết áp là 120-130, nhưng mà khi bị cảm thì nó lên 107-108. Và bệnh nhân không có chịu sử dụng thuốc vì cho rằng không bị cảm thì huyết áp không có cao nên không dùng thuốc, và sợ phải uống thuốc lâu dài. Lần nhập viện này thì huyết áp là 150-160, nghỉ 15-30 phút thì nó lại về bình thường là 130. Như vậy thì mình có nên điều trị luôn cho người bệnh nhân hay không? Dạ, cái phần này thì em xin được có ý kiến như sau. Thứ nhất đó là cảm ơn câu hỏi của bạn. Cái câu hỏi của bạn nó thể hiện một cái sự dao động trong huyết áp, và sự dao động này mình sẽ gặp ở người bình thường. Tức là mỗi người bình thường khi họ gặp stress, họ căng thẳng thi cử, hoặc là hôm nay báo cáo rồi chẳng hạn, thì chắc chắn là huyết áp của Vân cũng sẽ tăng lên rất là cao. Nhưng mà cái người bình thường họ sẽ có những cơ chế điều hòa, và sau đó huyết áp nó sẽ hạ xuống. Vì một người tăng huyết áp mình sẽ điều trị khi cái huyết áp tăng cao và kéo dài. Vì kéo dài thì nó mới gây được tổn thương cơ quan đích. Do đó thông thường người ta nói là nếu mà huyết áp bệnh nhân tăng cao mà trong có mức vừa phải thôi, tức là khoảng 140-150 thì người ta rất là sợ những trường hợp tăng huyết áp báo trần trắng. Thế trong trường hợp của bạn thì huyết áp tăng rất là cao, tăng lên 170-180, và đây là một con số nó hơi nhiều. Như vậy thì những cái điều mà Vân nghĩ là sẽ có lợi cho người bệnh nhân như sau. Cái thứ nhất là mình phải giải thích với người bệnh nhân rõ về cái sự dao động huyết áp, và mình coi bệnh nhân đo huyết áp có đúng không. Khi bệnh nhân đang mệt lo lắng thì không biết cái này là do người nhà bệnh nhân tự đo bằng máy huyết áp này, là máy sử dụng cuff ở cái ngón tay, thì phải có loại đo, chỉ cần để vào ngón tay thì cái loại đó sai số rất là nhiều, hay là bệnh nhân đã ra ngoài rồi. Và khi mà đo huyết áp thì một trong những cái tiêu chuẩn đo huyết áp là bệnh nhân không có được sử dụng thuốc lá, cà phê, ngồi nghỉ ngơi, không có nói chuyện, vì chỉ cần cái tay mình cồm lên một chút xíu hoặc là bệnh nhân nói chuyện khi đo huyết áp thì lập tức huyết áp có thể dao động trên 10, thì khi đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến huyết áp. Khi nào mà mình xác định chắc chắn là cái huyết áp mình đo đúng thì mình mới có thể can thiệp cho người bệnh nhân. Vì bất cứ một cái thuốc nào thì giống như thầy Trí nói, khi mà mình đưa thuốc vào thì nó sẽ có một cái risk tác dụng phụ. Như vậy nếu lợi ích nhiều hơn so với nguy cơ thì mình mới sử dụng thuốc. Như vậy thì ngoài cái việc đo huyết áp ra thì trong cái trường hợp này á, nếu mình đã chuẩn hóa nhiều quá rồi thì nó còn một con đường nữa là mình sẽ đo một cái Holter huyết áp để mình theo dõi chắc chắn. Cái việc điều trị nếu như mà lúc huyết áp mà lên rất là cao, các anh chị trên 180-110 thì lúc đó thường là người ta sẽ có một số động thái can thiệp, vì cái risk có khả năng sẽ gây tổn thương.
Còn nếu như mà nó vừa phải thôi, khoảng 150-160 thì mình coi đo chính xác chưa, triệu chứng người bệnh nhân như thế nào, mình có một cái can thiệp gì nhẹ nhàng hơn là sử dụng thuốc mà hạ áp hay không, mình có thay đổi lối sống được hay không, đo Holter và theo dõi lại thì nó sẽ có lợi hơn cho người bệnh nhân của mình. Nhưng bên cạnh đó mình phải nhìn cái nguy cơ, nếu mà người này là một người bình thường hồi xưa không có bệnh gì khác thì nó sẽ khác với một cái người mà thí dụ như họ đã đột quỵ rồi, nhồi máu cơ tim rồi, họ lớn tuổi, thì tùy vào từng trường hợp mà mình sẽ có cái trả lời khác nhau. Dạ, em trả lời vậy được không thầy? À, cảm ơn câu trả lời của thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Vân, thì câu trả lời cũng rất là xúc tích, và có một cái ý mà tôi cũng muốn nhấn mạnh là, tức là thạc sĩ Vân nói và tôi nghĩ rằng hoàn toàn đồng ý chỗ đó, là nhiều khi chúng ta phải dùng cái theo dõi huyết áp Holter 24 giờ đó để thuyết phục bệnh nhân, cái này là chúng rất là cần trong trường hợp này. Thì để tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Vân báo cáo bài uống thuốc hạ áp vào buổi tối, tại sao không? Kính thưa thầy phó giáo sư tiến sĩ Hồ Hình Văn Trí, kính thưa giáo sư tiến sĩ Trương Quang Bình, kính thưa tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ, kính thưa các anh chị và các bạn đồng nghiệp, thì tôi là thạc sĩ Thanh Vân thuộc bộ môn nội Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay thì rất là vinh dự có mặt ở đây và được nghe một cái session rất là hay về tăng huyết áp. Khi mà nghe cái session này thì giống như là mình đang ngồi nghe cái dự hội nghị của EC cách đây khoảng một tháng, vì cái đề tài rất là hay và nó bao phủ gần như tất cả mọi cái chuyên đề về tăng huyết áp. Thì để kết là ngày hôm nay thì tôi xin phép được trình bày một cái đề tài cũng rất là hot trong cái hội nghị EC vừa qua, đó là uống một cái viên thuốc huyết áp vào buổi tối tại sao không. Thì các anh chị đều biết là EC là một cái hội nghị, một trong những hội nghị tim mạch lớn nhất toàn cầu, và hàng năm thì cứ vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì những cái nhà tim mạch họ sẽ ngồi lại, họ nhìn lại những cái phát minh trong những cái năm gần đây. Thì năm 2019 người ta có một cái nghiên cứu đó tên là nghiên cứu HIRA, và cái đặc điểm của nghiên cứu HIRA này là nó rất là đình đám. Thậm chí là trong cái tạp chí Practice Update, tức là một trong những cái nơi tin cậy nhất của những nhà bác sĩ lâm sàng, người ta nói rằng đây là một cái blockbuster of the year, tức là cái nghiên cứu mà nó có khả năng làm thay đổi cái thực hành lâm sàng lớn nhất trong năm 2019, và nó có liên quan tới câu hỏi của mình. Như vậy thì cái nghiên cứu này nó nói như thế gì? Mình sẽ nói về nghiên cứu này và mình sẽ tìm cách để trả lời cho câu hỏi vừa nêu. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái tăng huyết áp. Năm 2020 thì người ta có một cái tạp chí là tạp chí The Lancet, người ta làm một nghiên cứu và thấy là cái nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu của tử vong tim mạch, các anh chị, 20% là quy trách được về tăng huyết áp. Và tăng huyết áp là một cái bệnh mà nó xảy ra ở những cái nước mà đang phát triển, bởi vì hơn 75% bệnh nhân tập trung ở những quốc gia này. Như vậy nếu các anh chị nhớ lại trong phần trình bày của phó giáo sư tiến sĩ Hồ Hình Quang Trí lúc nãy, thì thầy có nói là cái tỷ lệ kiểm soát huyết áp thì chưa tới 50%. Đây là mình nói trên toàn thế giới. Còn nếu mà mình chỉ tập trung ở những cái nơi mà nhiều bệnh nhân nhất, tức là những cái nước thu nhập trung bình thấp, thì tỷ lệ này nó chỉ có 10% thôi. 10% nghĩa là chúng ta điều trị 10 người bệnh nhân thì chỉ thành công được có 1 người bệnh nhân. Như vậy thì tại sao như vậy? Thì những cái thất bại thì tiến sĩ Tỷ đã nói rất là nhiều rồi. Ở đây mình chỉ nói về một cái khía cạnh trong điều trị, đó là chúng ta không có duy trì được kiểm soát huyết áp một cách hoàn định. Thế nên nếu như mà INE, mình có khái niệm INE có nghĩa là khi mình sử dụng kháng đông, kháng vitamin K, mình sẽ khuyên người bệnh nhân là đo cái INE mỗi tháng. Và nếu 12 tháng mà có 9 tháng nó nằm trong cái mục tiêu điều trị, nghĩa là mình sẽ rất là thành công trong cái điều trị. Thì với tăng huyết áp cũng vậy, tăng huyết áp nó gọi là time at target, tức là titer. Thì cái số này nó càng cao bao nhiêu thì cái lợi ích nó sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Thì y học chứng cứ chứng minh là nếu chúng ta kiểm soát được huyết áp từ 9 cho tới 12 tháng thì nó sẽ làm giảm được không chỉ là tử vong tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ được 74%, mà nó sẽ làm cải thiện được cả tử vong do mọi nguyên nhân, và con số này rất là ấn tượng là 47%. Nhưng mà đây là nghiên cứu trên lâm sàng, thực tế mình sẽ thấy có những người bệnh nhân đến khám với mình ở phòng khám huyết áp rất là ổn định nhưng mà lại rất là nhiều tổn thương cơ van đít. Thì những cái người này người ta cũng đã nhận diện và người ta gọi nó là những người tăng huyết áp không kiểm soát ẩn dấu. Thì những cái người này có nhiều hay không? Hồi xưa nhờ y văn người ta nói là chỉ chiếm khoảng 10% thôi. Tuy nhiên trong một cái nghiên cứu gần đây, là một cái nghiên cứu sổ bộ về tăng huyết áp trên hơn 60.000 người bệnh nhân, thì người ta thấy là cái tỷ lệ này là 31,1%. Nếu chúng ta điều trị 3 người bệnh nhân tăng huyết áp thì sẽ có một người thật sự là không có kiểm soát được mà chúng ta không nhận ra. Và đặc biệt hơn trong cái nghiên cứu này thì người ta thấy là thường bác sĩ lâm sàng hay khuyên bệnh nhân là đo huyết áp ở nhà đi. Nếu mà huyết áp ở nhà ổn, huyết áp phòng khám ổn thì chúng ta sẽ tự tin là chúng ta đang kiểm soát được huyết áp. Nhưng mà trong cái nghiên cứu sổ bộ này người ta thấy là 84,9% cái sự không kiểm soát huyết áp nó xảy ra về đêm. Lúc đó thì mình không thể phát hiện được bằng đo huyết áp tại nhà. Và đặc biệt là cái tỷ lệ mà chỉ mất kiểm soát về đêm thôi là 27,3%, thế nên cách khác nó chiếm khoảng 1/4 trong tổng số dân số. Vậy đó khi mà người ta nói về tăng huyết áp về đêm thì người ta lập tức nói về một khái niệm khác nữa, người ta gọi là chủng huyết áp. Lý do là về ban ngày á
thì bao giờ mình hoạt động với gap nó sẽ cao, còn ban đêm thì mình nghỉ ngơi với gap nó sẽ giảm. Thì thông thường cái mức giảm này từ 10 tới 20% nó gọi là trũng huyết áp bình thường. Nhưng mà những cái người mà huyết áp về đêm họ tăng lên á, thì khi đó cái sự chênh lệch giữa huyết áp ban ngày và ban đêm nó sẽ dưới 10%. Nó gọi là hiện tượng mất trũng. Và mất trũng cũng như tăng huyết áp về đêm thì nó sẽ có cái sự liên quan tới những cái biến cố tim mạch. Do đó những cái nhà bác sĩ lâm sàng người ta nghĩ là nếu mà có cách nào đó mà chúng ta hạ được huyết áp về đêm, nếu mà chúng ta có thể cải thiện được trũng huyết áp thì chúng ta sẽ làm cải thiện được những cái biến cố lâm sàng. Thì với cái tư tưởng đó người ta mới thực hiện cái nghiên cứu là nghiên cứu Marbach. Nghiên cứu Marbach thực hiện bởi một cái ông tên là Hermida, công bố năm 2010. Thì trong cái nghiên cứu này thì người ta theo dõi khoảng 2.156 bệnh nhân trong thời gian là hơn 5 năm. Thì người ta thấy là ở so sánh với cái nhóm mà mình chỉ uống thuốc huyết áp vào buổi sáng hoặc là có ít nhất một cái viên thuốc huyết áp mà mình uống về ban đêm á, thì cái biến cố nó xảy ra rất là khác biệt và có lợi hơn ở nhóm uống thuốc về đêm. Cái HR ở đây là 0.39, tức là rất là thành công. Với cái thành công của nghiên cứu này thì lập tức trong cái guideline của đái tháo đường người ta nói là mình có thể xem xét sử dụng một viên thuốc huyết áp về đêm. Nhưng mà câu hỏi là tại sao lại là guideline của đái tháo đường mà không phải là của chuyên khoa khác? Thì mình nhìn lại ai là người sẽ tăng huyết áp về đêm. Thì những nghiên cứu nói với mình đây là một người nam trung niên cho tới lớn tuổi hút thuốc lá. Người này tăng huyết áp lâu năm, người này béo phì, đái tháo đường và có nhiều tổn thương cơ quan đít. Như vậy đó là lý do vì sao mà cái khuyến cáo này nó đưa vào trong cái khuyến cáo của đái tháo đường. Nhưng mà nếu mình nhìn một cách khác, mình thấy là rõ ràng cái người bệnh nhân này á, là một người bệnh nhân nguy cơ cao mà tại sao cái khuyến cáo này không đi vào được những khuyến cáo tim mạch? Thì người ta trả lời là bên tim mạch thường người ta rất là chặt chẽ, cho nên để đưa được vào một khuyến cáo thì cái power phải đủ mạnh, cái thiết kế phải đủ mạnh. Do đó người ta nói rằng hãy thiết kế một cái nghiên cứu mà nó có ít nhất là khoảng 15.000 người bệnh nhân, theo dõi bệnh nhân phải 5-6 năm thì mình mới đủ để xuất hiện các cái biến cố. Với lý do đó thì cái ông Hermida một lần nữa ổng tiến hành một cái nghiên cứu rộng hơn. Thì cái nghiên cứu này nó gọi là nghiên cứu HIJA. Thì nghiên cứu HIJA này được đăng trên ESG năm 2019 và đây là một cái tờ báo mà cái impact factor của nó là 25. Thì cái nghiên cứu này rất là đơn giản, người ta có hơn 19.000 người bệnh nhân, người ta chia làm hai nhóm. Một nhóm thì uống thuốc vào buổi sáng, còn một nhóm thì người ta ưu tiên uống thuốc vào ban đêm. Người ta theo dõi bệnh nhân trong vòng hơn 6,3 năm và người ta sẽ kết luận khúc cuối cùng. Thì trong cái nghiên cứu này vì là mình muốn đánh giá cái sự dao động huyết áp, do đó người ta ưu tiên sử dụng cái Holter huyết áp. Và Holter huyết áp này là 48 giờ chứ không phải là 24 giờ. Như vậy sau khi cái thời gian mà mình theo dõi thì người ta thấy là tất cả những cái biến cố đều giảm hết. Và các anh chị nhìn cái sự giảm bên đây là nó ở rất là xa so với đường số 1, hay nói cách khác là cái mức giảm rất là ấn tượng. Đặc biệt nếu mà nhìn cái đột quỵ thì nó giảm gần như là 50%. Chính vì vậy khi mà cái nghiên cứu này nó công bố thì những cái nhà bác sĩ họ rất là vui. Họ nói bây giờ nếu như mà chỉ sự việc là mình dời cái viên thuốc huyết áp về đêm, tức là mình không phải tốn thêm tiền, mình không phải tăng thêm thuốc, mình cũng không có chịu cái risk gì nhiều lắm về tác dụng phụ, tại sao mình không làm? Mình cứ làm đi, biết đâu là nó sẽ có ứng dụng được trên người bệnh nhân của mình. Như vậy câu hỏi là nếu người ta làm thì mình có nên cho bệnh nhân mình uống hết tất cả thuốc huyết áp về đêm hay không? Thì trước khi trả lời câu hỏi đó thì mình hãy coi chuyên gia người ta nói gì. Và khi nói về chuyên gia thì người ta sẽ nói về ông Cruz. Tại sao? Vì ông Cruz này ổng là chủ tịch của hội tăng huyết áp châu Âu. Thì ổng nói là khi mà thuốc huyết áp và tăng huyết áp thì mình không có nên đưa một cách thường quy về ban đêm đâu. Chúng ta hãy rất là cẩn trọng khi đánh giá những cái thông tin về cái nghiên cứu HIJA. Thì cái lý do mà ổng đưa ra đó là cái lý do về thiết kế nghiên cứu. Vì ổng nghĩ là một cái nghiên cứu mà nó muốn có giá trị thì thiết kế của nó phải tốt. Thì đây là một cái nghiên cứu về hạn huyết áp đúng không ạ? Thì trong cái nghiên cứu về tăng huyết áp thì bao giờ người ta cũng sẽ coi có cái hiệu quả hạn áp là bao nhiêu. Như vậy ở đây mình thấy là cái hiệu quả hạn áp rõ nhất là đối với huyết áp tâm thu mà về đêm. Và cái bức trên này nó chỉ có 3mm thủy ngân mà thôi. Thì trong những cái phân tích gộp về tăng huyết áp, người ta thấy là khi mà huyết áp nó giảm khoảng 10mm thủy ngân thì nó chỉ giảm được khoảng 20% những cái biến cố tim mạch chính thôi. Ở đây mình chỉ giảm có 3mm thủy ngân nhưng mình lại giảm được đến 45% biến cố tim mạch chính. Do đó người ta nói rằng có lẽ có những cái tác dụng khác ngoài cái tác dụng hạn áp đã đem lại cái hiệu quả bảo vệ này. Và nếu như có một cái hiệu quả khác mà chúng ta không phát hiện được, có nghĩa là nghiên cứu chúng ta randomize không tốt. Thì vậy khi nhìn lại nghiên cứu với hai nhóm, một nhóm là ban ngày, một nhóm ban đêm, người ta thấy là chỉ có ARB, tức là cái thuốc trị thụ thể, là nó như nhau giữa hai nhóm. Còn những thuốc khác thì nó có sự khác biệt. Và mình rất là dễ đoán là những cái thuốc như là lợi tiểu thì chắc chắn mình sử dụng ban ngày nhiều. Còn những cái thuốc như là chèn canh canxi thì người ta sử dụng ban đêm nhiều. Cho nên người ta nói là nghiên cứu này nó randomize chưa tốt. Cái thứ hai nữa là người ta nói về vấn đề bias. Các anh chị để ý là trong nghiên cứu này người ta sử dụng cái huyết áp Holter 48 giờ và nó đem lại một sự rất là khó chịu người bệnh nhân. Không chỉ là mình đo một lần đâu mà mình sẽ đo ít nhất là 7 lần. Tại vì mỗi một năm mình phải đo lại, đi đo lại. Với một cái số lượng đo Holter huyết áp nhiều như vậy, nhưng mà cái số người lost your follow up các anh chị chỉ có 84 người thôi. 19.000 người lost your follow up, 84 người, có nghĩa là chúng ta ít hơn 0.05%.
Do đó người ta nói rằng có lẽ chúng ta đã có bias khi chúng ta chọn người bệnh nhân. Có thể nào bác sĩ đã chọn cái người bệnh nhân mà có khuynh hướng tuân thủ điều trị tốt hay không? Và điều đó chắc chắn làm ảnh hưởng tới kết quả của nghiên cứu. Và một cái điểm quan trọng trong nghiên cứu này nữa là người ta nói về cái khía cạnh chúng ta nhìn. Thì trong cái ECA020 vừa qua, người ta có cái section nó gọi là hotlines. Thì trong 13 hotlines nó có cái nghiên cứu gọi là DAPA-CKD. Thì trong nghiên cứu này người ta nói về cái dapagliflozin trên người bệnh nhân có bệnh thận mạng. Và là một trong những cái nghiên cứu thành công đến mức là người ta nói là phải dừng nghiên cứu này lại sớm. Vì sao vậy? Vì có những cái hiệu quả vượt trội. Những cái hiệu quả vượt trội ở đây thể hiện một cái hazard ratio là 0.61. Và mình nhớ là trong nghiên cứu của HISA, hazard ratio là 0.55. Như vậy câu hỏi đặt ra là sao với nghiên cứu này nó không được dừng sớm hơn để cái nhóm uống thuốc 3 ngày họ không phải chịu một cái nguy cơ cao hơn như vậy. Thì với những cái câu hỏi như vậy thì người ta mới đưa ra một cái vấn đề người ta gọi là expression of concern. Thì cái expression of concern này được đưa ra bởi Gusser. Gusser ổng là cái chủ biên cho cái tờ EHG và ổng nói là khi mà mình đánh giá cái nghiên cứu này thì cái người đọc hãy thật là cẩn thận trước khi mà mình có thể phân tích và ứng dụng những kết quả này vào lâm sàng. Cái này nó không phải là retraction, có nghĩa là cái tờ báo nó vẫn nằm ở đó và mình vẫn có thể đọc được nghiên cứu, nhưng mà hãy cẩn thận khi áp dụng vào lâm sàng. Như vậy mình trở lại câu hỏi ban đầu của mình có nên uống viên thuốc huyết áp vào buổi tối hay không? Như vậy thì hiện tại bây giờ, đầu tiên đây là nó chưa có vào được khuyến cáo và nó vẫn là một cái option, tức là tùy vào người bác sĩ. Vì thì trước khi mà chúng ta có cái nghiên cứu mà bác nghiên cứu HISA thì chúng ta vẫn có những cách khác cho người bệnh nhân của mình. Nếu mà mình đầu tiên mình xác định là vì sao cái ca này có những cái lúc huyết áp không kiểm soát được. Và nếu như mình nghĩ là do cái tác dụng gọi là không có kéo dài của thuốc, tác dụng thời gian half-life của nó không đủ dài, thì mình có thể uống nhiều lần trong ngày. Hoặc mình có thể lựa chọn một cái thuốc mà half-life dài. Giống như phần trình bày vừa rồi, giáo sư Bình có nói về cái thuốc sulfenobrevir, tác dụng thời gian bán hủy nó là 24 giờ. Thì mình luôn luôn có rất là nhiều công cụ hiện tại. Và cái sự lựa chọn thì nó sẽ tùy thuộc vào đặc tính riêng của từng người bệnh nhân. Nếu các anh chị sợ về vấn đề gọi là tuân thủ điều trị thì mình có thể sử dụng những cái thuốc mà half-life nó dài để cải thiện cái việc uống thuốc quá nhiều lần cho người bệnh nhân của mình. Như vậy thì bottom line là mình vẫn đang chờ, mình đang chờ những cái nghiên cứu khác trên cái dân số này và được mù đôi, mình đang chờ những cái phân tích từ chuyên gia khác, mình đang chờ những khuyến cáo ra, và trong thời gian đó thì chúng ta sẽ là người chọn lựa những điều tốt nhất cho người bệnh nhân của mình. Và đó là cái phần kết thúc của cái bài báo cáo của tôi. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Vân đã cho chúng ta một cái nhìn rất là mới và cũng toàn diện về cái việc dùng thuốc điều trị tăng huyết áp vào ban đêm. Bây giờ tiến sĩ bác sĩ Hoàng Văn Sĩ có một cái câu hỏi cho thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Vân. Xin cảm ơn Phó giáo sư Huỳnh Quang Chí. Thực sự ra đây là một cái chủ đề tôi nghĩ rất là hay. Cách đây cũng khoảng 5 năm khi mà tôi đọc những cái khuyến cáo liên quan tới nội tiết, đái tháo đường, thì gần như trong cái khuyến cáo đó cũng có một cái dòng họ cũng khuyến cáo chúng ta uống thuốc tăng huyết áp vào ban đêm. Nhưng mà hình như các cái khuyến cáo về tim mạch thì hầu như lại không thấy nói đến cái nhắc tới cái chuyện này. Thì gần đây bắt đầu tim mạch chúng ta lại quan tâm hơn tới cái thời điểm uống thuốc. Thực sự chúng ta thấy rằng là cùng một viên thuốc, cùng một hàm lượng, cùng một hoạt chất, đúng mà coi như là cùng một công ty luôn đi, nhưng rõ ràng cái thời điểm uống thuốc khác nhau qua công trình cứu HISA để có vẻ đưa đến một cái kết cục khác nhau như vậy. Thì không biết rằng là ngoài những cái tác động như là thạc sĩ phân tích về vấn đề thuốc khác nhau giữa hai nhóm, rõ ràng thuốc nền khác nhau giữa hai nhóm như vậy, thì có những cái cơ chế nào nó giải thích là tại sao nó chủ uống ban đêm ngoài vấn đề chủng huyết áp không, để cho thấy rằng cái lợi ích của việc huyết áp ban đêm có thể có lợi. Tại vì thì tức là ý muốn hỏi là có những cái cơ chế nào nó giải thích là việc chúng ta uống thuốc huyết áp vào ban đêm thì nó có thể nó có lợi ảnh hưởng tới cái biến cố về tim mạch, nó có lợi trên biến cố về tim mạch. Dạ em xin được trả lời câu hỏi của tiến sĩ sĩ. Đầu tiên là nếu mà đứng y học chứng cứ thì người ta sẽ nói là hiện nay chưa có một cái nghiên cứu nào chứng minh là việc điều trị chủng huyết áp hay là việc hạ chủng huyết áp về đêm nó sẽ cải thiện biến cố tim mạch. Nó chỉ có nghiên cứu chứng minh là cái chủng mất chủng và tăng huyết áp về đêm thì sẽ làm tăng biến cố tim mạch thôi. Thường cái quan điểm mà cố gắng thiết lập lại cái chu trình huyết áp ngày đêm nó là cái quan điểm đứng từ góc nhìn lâm sàng và nó đi từ những cái sinh lý bệnh học.
thì nó có ba cái yếu tố người ta xem xét. Một là người ta xem xét cái chu trình huyết áp, tức là tăng giảm bình thường nhịp điệu nó như thế nào. Thứ hai là coi cái dược động học và cái dược lượng học. Thì trong đó người ta nói về những cái thành phần free fraction của thuốc, người ta nói về cái pH, về cái chu trình mật, chu trình tụy hấp thu thuốc, thì nó có khá là nhiều. Thì đó là một trong những cái điều mà người ta đang nghiên cứu. Và cái điểm thứ hai là có một cái sự khác biệt trong thuốc nữa, là cái nghiên cứu này nó khoảng chừng những năm 2007-2010, thì người ta quan sát là đối với một số nhóm thuốc mà ức chế men chuyển á, thì khi mình sử dụng ở về đêm mà trên cái người mà họ có trũng bình thường á, tức là mình sẽ gây ra hiện tượng quá trũng, thì nó sẽ gây ra làm tăng cái nguy cơ những cái bệnh đột quỵ hoặc là bệnh mạch vành. Tuy nhiên nó không phải là cho tất cả mọi thuốc. Do đó cái việc sử dụng thuốc về đêm thì người ta nói là sẽ cá thể trên từng bệnh nhân, không phải là thuốc nào cũng sử dụng được. Ví dụ như là đối với cái nhóm thuốc lợi tiểu thì thường bác sĩ của mình rất là ngại sử dụng về đêm vì nó đem lại cái sự khó chịu cho người bệnh nhân. Nhưng mà cũng có một số nghiên cứu thì người ta nói là vì một cái cơ chế gọi là cơ chế nhạy tăng nhạy cảm với muối. Có những người họ tăng nhạy cảm với muối, một cái lượng muối hơi nhiều vào ban ngày, thì khi mà ban đêm á, do mình không có đi tiểu được, cho nên là cái sự ứ dịch nó sẽ ra. Người ta trên những cơ địa đó người ta vẫn sử dụng thuốc lợi tiểu, và người ta có khuynh hướng sử dụng thuốc lợi tiểu gần ban đêm, thì cũng có quan điểm đó. Cho nên là câu hỏi của tiến sĩ sẽ rất là hay, nhưng mà thật sự nó rất là khó với em, là tại vì nó có rất là nhiều quan điểm. Cho nên câu này em xin được ý kiến của các thầy là những người có kinh nghiệm hơn. Tại vì thì anh cũng đọc một số cái thông tin, thì họ nói là cùng một viên thuốc, cùng một liều lượng, cùng một hàm lượng, chỉ khác nhau về thời gian thôi. Nhưng mà người ta thấy rằng là có vẻ dược lực học và dược động học nó lại khác nhau khi chúng ta uống vào các thời điểm khác nhau. Và chính cái điều này chúng ta thấy rằng là có thể tác động ảnh hưởng tới cái kết cục tim mạch. Ví dụ người ta nói rằng là ban đêm thì thông thường cái cơ chế điều hòa về huyết áp chúng ta thấy rằng là nó khác cái ban ngày, thường là nó mạnh hơn vào ban đêm. Và chính vì cái thời điểm như vậy cho nên việc chúng ta uống thuốc vào ban đêm có lẽ là chúng ta phát huy tối đa cái hiệu quả của thuốc. Cái thứ hai mà người ta cũng thật giả thuyết rằng là ban đêm thì nếu chúng ta uống thuốc thì có vẻ chúng ta để bảo vệ cái thận nó tốt hơn. Nó có rất nhiều những cái giả thuyết mà lại ảnh hưởng tới vấn đề từ cái góc là dược lực học và dược động học khác nhau, dù uống cùng một viên thuốc nhưng mà thời điểm khác nhau. Nhưng mà chứng cứ thì lại chưa có nhiều. Nên em mới hỏi Vân thử xem đọc nhiều về cái này thì có thể trao đổi thêm với quý đồng nghiệp. Cái về dược động học và dược lực học em nó rất là mạnh từ những năm 2010 rồi, nhưng mà những cái nghiên cứu của nó chủ yếu trên người thì nó lại không mạnh. Trên model động vật thì có, nhưng mà trên người thì thật sự là nó không có mạnh lắm. Thì đây là một cái vấn đề cũng rất là thú vị. Cái nghiên cứu HiJa mà thạc sĩ Vân có trình bày đó thì nó có một cái nhược điểm, thì nó không phải là một cái thiết kế thật là hoàn hảo, cho nên là cái chứng cứ của nó không có mạnh. Và do đó cái khuyến cáo thì người ta cũng chưa đưa vào trong những cái khuyến cáo của các hội chuyên khoa, thì đó, điều đó cũng dễ hiểu. Tuy nhiên tôi nghĩ là cũng nói cũng là một cái hướng tiếp cận cũng hay, thì có lẽ chúng ta cũng phải cần thêm thông tin. Hiện giờ tôi thấy là trên màn ảnh có chiếu ra một số những cái câu hỏi về phối hợp thuốc. Có một câu như vậy là theo các khuyến cáo gần đây thì đều đưa ra lợi ích khi phối hợp thuốc ngay từ đầu cho bệnh nhân tăng huyết áp. Vậy nên chọn kiểu của viên phối hợp như thế nào để tránh được nguy cơ hạ áp quá mức, đặc biệt ở bệnh nhân tăng huyết áp độ 1? Xin thầy Bình có thể cho ý kiến về cái câu này được không? Thưa các bạn, thì theo khuyến cáo mới đây 2018 là bắt đầu có đột phá, là mới vô chúng ta khởi đầu là chúng ta điều trị bằng hai loại thuốc huyết áp liền, phối hợp với nhau liền. Rồi khuyến cáo năm 2020 này cũng vậy, vô bước 1 là phối hợp hai loại thuốc nhưng mà phải là liều thấp đó, người ta như vậy. Thì ngay cả tăng huyết áp độ 1 cho người ta cũng có tăng huyết áp độ 1 chúng ta phối hợp. Tuy nhiên thì ở khuyến cáo năm 2018 đó, những người nào mà tăng huyết áp độ 1 mà già yếu quá đó, mỏng manh quá, thì người ta cũng chỉ đơn trị liệu thôi, chứ không phải là 100%. Ta tính ra cũng khoảng hơn 10% là chúng ta chỉ cần monotherapy, một loại thuốc đơn trị liệu để có thể giải quyết được những vấn đề đó rồi. Việc thứ hai nữa thì tôi nghĩ cũng rất quan trọng trong thực hành lâm sàng, đó là chúng ta phải loại trừ được những người mà tăng huyết áp áo tròn trắng. Trong trường hợp này chúng ta thấy tăng huyết áp như vậy rồi chúng ta đưa thuốc vô phối hợp ngay về nhà chắc là nó bị tuột xuống đó. Như vậy thì những người nào mà già yếu, già quá hay yếu mỏng manh,
những người nào mà mình nghi ngờ có tăng huyết áp, áo tròn trắng thì chúng ta khoan áp dụng ngay, là phối hợp ngay từ đầu đã. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi mà chúng ta phối hợp ngay từ đầu như vậy thì phải là low dose, tức là phải sử dụng liều thấp thôi, chứ đừng có dùng liều mà gọi là bình thường phối hợp hai viên. Cái câu hỏi này thì tôi cũng hỏi Phó Giáo sư Hồ Quỳnh Văn Trí vừa rồi đó, cái hiểu của mình liều thấp là như thế nào? Thì thật sự thì chúng ta thấy có một cái viên Viacoram của công ty Sakye đó thì có đưa ra, thì thật sự là trước khi mà người ta đưa ra cái liều đó là Perindopril là 3.5mg và Amlodipin là 2.5mg để phối hợp thành một cái viên liều thấp, phối hợp hai thứ như vậy đó, thì người ta đã có nghiên cứu dò liều rồi. Người ta thấy rằng là với cái mức độ mà 3.5mg đó phối hợp với 2.5 thì nó giảm được bao nhiêu, cho người ta dò liều trước rồi người ta mới quyết định là cái liều đó người ta ra thành viên. Như vậy thì chúng ta mới có một cái nghiên cứu với một cái loại thuốc đó thôi, thì còn những cái loại khác thì như thế nào? Thì tôi thấy rằng nếu mà chúng ta chưa có những cái viên thuốc liều cố định đấy đó, thì nếu mà chúng ta chọn thì chúng ta chọn cái viên thuốc và có liều cố định mà liều thấp nhất hiện có. Chứ còn nếu mà chúng ta chọn liều cao hơn thì rất là phiền phức, dễ bị hạ huyết áp và tụt huyết áp ở những cái người mà chúng ta sử dụng. Như vậy thì chúng ta chọn là chọn cái viên nào đã được thăm dò liều rồi, còn nếu không thì chúng ta chọn cái loại phối hợp một cái viên thuốc có cái liều thấp nhất của hai thành phần. Ví dụ như Exford thì chúng ta sử dụng 5-80 thôi, chứ đừng mới khởi đầu mà chúng ta dùng liều cao thì cũng không nên. Về cái chuyện mà bẻ viên thuốc thì tôi cũng nghĩ là nó cũng chưa có được gọi là khuyến cáo hay chưa có được khuyên dùng. Những cái viên thuốc nào mà có khứa thì chúng ta cũng có thể bẻ được, nhưng mà thôi tôi nghĩ là trong trường hợp này nếu mà nó không có lấy thì chúng ta cũng không nên bẻ ra. Bây giờ chúng ta còn thời gian để trả lời một câu hỏi nữa, sau đó là chúng ta sẽ tổng kết. Thì có câu hỏi như vậy là một bệnh nhân tăng huyết áp độ 1, huyết áp 140/90, nguy cơ thấp, thì có nên phối hợp ngay từ đầu không? Và huyết áp tâm thu đạt 120, nhiều huyết áp tâm trương còn cao, thì nên chọn loại thuốc nào? Thì kính mời tiến sĩ Hoàng Quang Sĩ trả lời câu này. Dạ, xin cảm ơn thầy chỉ. Thì ngay trong cái khuyến cáo chúng ta thấy rằng tăng huyết áp độ 1 mà nguy cơ thấp thì thuộc là một trong những cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta không nên phối hợp thuốc ngay từ đầu mà chúng ta lên đơn trị liệu. Vừa rồi tiến sĩ Bình cũng nói mà trong cái slide thầy thị trí chắc cũng có nói rồi cái chuyện đó. Cái ý thứ hai bạn hỏi là nếu chúng ta điều trị rồi mà huyết áp tâm trương chúng ta thấy rằng là vẫn còn cao mặc dù huyết áp thu đạt, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái thuốc nào? Thì chúng ta biết rằng là bây giờ cái nguy cơ của bệnh nhân tăng huyết áp tâm thu tâm trương chúng ta thấy đều có nguy cơ tăng các biến cố tim mạch cả, và vấn đề lựa chọn thuốc huyết áp cho tới bây giờ vẫn chưa phải là một cái thuốc nào ưu tiên hơn thuốc nào trong vấn đề hạ huyết áp tâm trương. Chúng ta thấy ngoại trừ chúng ta thấy rằng là cái nhóm thuốc lợi tiểu, thì còn phần lớn những cái thuốc khác như là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hay chặn cân canxi chúng ta đều có thể lựa chọn để hạ huyết áp tâm thu tâm trương hay là cả hai thuốc. Thì như vậy nếu như huyết áp tâm thu chúng ta đã đạt mà tâm trương chưa đạt còn cao thì chúng ta tiếp tục chúng ta coi về vấn đề thay đổi lối sống, về vấn đề điều chỉnh thuốc rất chậm để chúng ta có thể đạt được huyết áp tâm trương cho bệnh nhân theo đúng khuyến cáo. Huyết áp tâm trương chúng ta thấy là từ 90 cho tới là 80 mới chuyển hình trong phần lớn những trường hợp. Cảm ơn thầy sĩ. Thì kính thưa giáo sư Trương Quang Bình, tiến sĩ Hoàng Quang Sĩ, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Vân Vân, kính thưa các đồng nghiệp đang theo dõi trực tuyến, thì như vậy chúng ta đã qua 2 giờ làm việc rất là tập trung và đã nghe 6 cái bài báo cáo khác nhau về cái chủ đề tăng huyết áp, những cái vấn đề như là cập nhật cái thông tin từ ISS năm 2020, rồi cái việc chúng ta phối hợp thuốc và chú trọng đến cái việc dùng cái viên 2-1 để kiểm soát sớm huyết áp, việc chúng ta sử dụng một cái thuốc ức chế men chuyển mới để điều trị tăng huyết áp là zofrenoprin, xử trí cái tăng huyết áp kháng trị, cũng như là cái tiếp cận trong cái việc một tiếp cận mới trong việc cho bệnh nhân uống thuốc vào buổi tối. Và chúng ta cũng đã nghe nhiều những cái câu trả lời của các thành viên trong ban chủ tọa và báo cáo viên. Tôi hy vọng là những cái thông tin này nó sẽ hữu ích đối với các đồng nghiệp. Như vậy thì tôi xin phép là em ban chủ tọa bế mạc cái phiên này. Và trước khi bế mạc thì cũng rất là cảm ơn đội ngũ IT của Bệnh viện Đại học Y Dược đã làm việc rất là tốt, cung cấp cho các bác sĩ theo dõi trực tuyến toàn bộ cái diễn tiến của cái phiên này.
Xin cảm ơn.